Mục thần ký tập 621 đến 624, chúc các bạn xem video vui vẻ. Nguyên thần chính của tần mục từ từ bay lên, khí lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, bất kể là nhìn từ phía nào thì cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt chính diện của hắn. Hắn là một tứ diện thần, bàn tay của tứ diện thần này buông thóng, di tích của đại điện được hắn nâng trên lòng bàn tay, trụ đàn và dây đàn tung hoành trăm dặm, di tích của đại điện hóa thành một đại cầm. Nguyệt Thiên Tôn bay nhảy giữa trụ đàn và dây đàn, lúc thì bay qua phía trên dây đàn, lúc thì xuyên qua phía dưới dây đàn lúc thì bay vòng quanh trụ đàn tay áo của nàng tùng bay phất phới gầy dây đàn chuyển động nàng tựa như đã trở thành thần vương tứ diện trong lòng bàn tay của tần mục có thể nắm rõ ràng bất kỳ chi tiết nào của đại cầm và rừng đào còn dược sư và khí lực của nguyên thần dược vương tỏa ra càng nhỏ hơn nhưng cũng giống như một thần vương tứ diện có thể nắm rõ ràng từng hoạt động của dược lực bên trong rừng đào có một giọng nói vang lên như thể đang khóc lại như thể đang nói hạo thiên tôn tần mục giật mình nói sắp động thủ rồi vô số rễ của nguyên mộc trong tay thần khí ngự thiên tôn đột nhiên bay lượn trong chớp mắt đã xuyên qua rừng đào vạn dặm mà trên bầu trời 49 vì sao lớn thì rơi từ trên trời xuống tất cả đều rơi xuống vẻ mặt của dược sư hơi thay đổi bây giờ hắn có thể nhìn thấy được bất kỳ vết thương nào của người thiên tôn ở trước người sau người thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu cũng đều nhìn được bất kỳ đạo văn ở bên trong đạo thương nào hắn cũng đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng thậm chí bao gồm cả từng phù văn đại đạo tạo thành đạo văn bên trong đạo thương cũng hiện ra trước mắt hắn rõ mồn một giờ phút này hắn tựa như có vô số con mắt có thể nhìn rõ mặt trước và mặt sau của mỗi phù văn thậm chí ngay cả cấu tạo bên trong của phù văn cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng không ngờ việc hắn ra tay chữa trị vết thương cho nguyệt thiên tôn lại dễ dàng đến như vậy dược sư vui mừng khôn xiết nói nếu như ta có năng lực như thế này thì có thể đầu độc chết bất cứ kẻ nào trong thiên hạ này nguyệt thiên tôn cũng ở trong lĩnh vực thần tàng của tần mục lúc này nàng phát hiện đại đạo không gian của nàng lại thông thuận một cách bất ngờ việc chỉ huy thần thông của nàng cũng nhạy bén ngoài dược liệu giống như nàng đột nhiên bước vào một cảnh giới sâu xa khó lường nàng gảy dây đàn phát huy đại đạo không gian đến trình độ cực cao mà trước đây nàng không thể nào tưởng tượng nổi loại vận dụng kỳ diệu này có thể phát huy đại đạo không gian của ta đến trình độ cao nhất nàng gầy dây đàn từng chiếc từng sợi dây đàn ánh sáng ở trong rừng đào vạn dặm đột nhiên chấn động trong chớp mắt dây đàn ánh sáng đã chấn động vô số lần hình thành vô số không gian di động mong manh không có chút độ dày nào, giống như một sợi dây đàn không gian. Những sợi dây đàn không gian này, mỗi sợi phát ra những âm luật không giống nhau, khiến cả rừng đào giống như cùng ở trong chư thiên vạn giới. Những sợi dây đàn không gian đó cắt đứt cơn cuồng phong kỳ lạ kia, ngăn chặn từng vì sao trên bầu trời, khiến cho rễ của nguyên mộc không thể nào lao vào rừng đào, không ngừng có rễ của nguyên mộc bị cắt đứt. Đây là tác dụng của lĩnh vực thần tàng của tần mục. Hiện nay, người tu luyện thành lĩnh vực trên thế gian này không nhiều, trong thiên đình có một bộ phận người tu luyện thành lĩnh vực. Diên Khang cũng có một số người đã luyện thành, thêm cả vô ưu hương và thái đế. Chỉ thế thôi, không hơn. Nhưng, mỗi một người tu thành lĩnh vực đều có những thành tựu phi phàm. Ví dụ như kiếm vực của khai hoàng, bất khả chiến bại. Ví dụ như lĩnh vực thần thức vô thượng của thái đế, có thể ngưng kết tất cả mọi thứ. Lại ví dụ như đao vực và lĩnh vực thiên đao của đồ tể và lạc vô song, đều có uy lực, uy phong và bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Muốn tu thành lĩnh vực, bắt buộc phải có thành tựu hơn người trong việc tu hành đại đạo lĩnh vực là sự mở rộng đối với hệ thống đạo cảnh con đường tu hành của tần mục không giống với những người khác những người khác là dần dần từng bước mở ra linh thai mở ra ngũ diệu thất tinh còn hắn thì dùng linh thai để biến đổi vũ trụ càn khôn khai thiên lập địa thay đổi huyền đô u đô nguyên đô tứ cực thiên thậm chí cả thổ đình hắn không có thần tàng khác trong lĩnh vực thần tàng của chính mình hắn tương đương với một điểm kỳ lạ trong vụ nổ lớn của vũ trụ này điểm kỳ lạ không tồn tại thời gian và không gian do đó không phân thành trên dưới trái phải đứng ở điểm kỳ lạ đó có thể thu tất cả mọi thứ trong vũ trụ vào trong mắt bất kể là mặt trước hay là mặt sau vì vậy đối với hắn mà nói việc kiểm soát tất cả thời gian và không gian trong lĩnh vực thần tàng của hắn là vô cùng dễ dàng mà những người khác nhìn hắn thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn được mặt trước của hắn chứ không thể nhìn được mặt sau do dù là bay lên đỉnh đầu của tần mục hay là bay xuống dưới chân hắn cũng chỉ có thể nhìn được mặt trước mặt thôi bây giờ tần mục đang nâng nguyệt thiên tôn trên lòng bàn tay cho lĩnh vực thần tàng của hắn vào trong đạo hạnh của bọn họ thế là khiến cho dược sư và nguyệt thiên tôn cũng tạm thời sở hữu loại năng lực vô cùng khó tin này 49 vì sao trên bầu trời rơi xuống tránh những dây đàn đang đang di chuyển nhảy nhót trên bầu trời đột nhiên từng ngôi sao chấn động một cách mãnh liệt hóa thành 49 thần nhân thiên đạo thiên cương lơ lửng sau lưng một vị thần nhân đại đạo thiên cương giống như đấu la phía sau lưng một vị thần nhân khác lại lơ lửng thiên đán còn có một vị thần nhân chấn thủ trên trên thiên huyền thiên huyền giống như một chiếc xe Ngoài ra còn có cả các loại thần nhân thiên đạo như thiên huyệt, thiên uyên, thiên đạo ở phía sau lưng cũng thực hiện ra, từng vị thần nhân giáng xuống từ trên trời, đối đầu với tiếng đàn. Một bên khác, cơn cuồng phong kỳ quái kia gào thét, cuốn cành đào, lá đào cùng với hoa đào bay lên, những bông hoa đào và cành lá đó hình thành một dòng thác, cuốn đi trong tiếng giết gào của tiếng đàn, vô số bông hoa, cành, lá cùng sông đến phía trước di tích cung điện, cành lá và cánh hoa bay lượn, ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành hình dáng của lang hiên thần hoàng tiếng đàn tập kích từ bốn phương tám hướng cắt vụn lang hiên thần hoàng nhưng lang hiên thần hoàng vỡ vụn ấy lúc vỡ nát lúc lại tập hợp lại những cành lá và cánh hoa trên người hắn bay lượn tản ra rồi lại tụ lại người đến đây không phải là chân thân mà là thần thức của hắn chân thân của hắn bị thái đế đánh trọng thương không thể không trở về thiên đình để trị thương thái đế đã khiến hắn bị thương quá nặng nơi trong thời gian ngắn hắn rất khó hồi phục lại được trạng thái đỉnh cao hắn là người am hiểu cách đối phó với người thiên tôn nhất năm đó hắn cũng chính là người đầu tiên tấn công nguyệt thiên tôn sau đó các chư vị thiên tôn mới có cơ hội làm nàng trọng thương có thể nói thần thức của hắn chính là khắc tinh của đại đạo không gian nguyệt thiên tôn người sống tạm bỡ ở đây lâu như thế cũng hơn bốn vạn năm rồi đúng không lang hiên thần hoàng cất bước đi tới cất cao giọng nói năm xưa người nên chết cùng với lăng thiên tôn sở dĩ ngươi có thể sống sót là bởi vì ngươi tàn rồi phế rồi ngươi chỉ có sống trong trạng thái tàn phế thì mới có thể khiến các thiên tôn yên tâm mà bây giờ ngươi lại muốn phục hồi lại như cũ, rõ ràng là tự tìm đường chết. Bất kể hắn bước chân thế nào cũng đều không có cách nào đến gần được di tích cung điện, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, 49 thần nhân thiên đạo ai nấy đều đột ngột quát lên, 49 thiên đạo giống như cầu vồng, cố định chắc chắn từng sợi dây đàn ánh sáng, quy lực của tướng đàn giảm đi đáng kể. Nhưng mặc dù như thế, lang hiên thần hoàng vẫn không thể nào đến gần được, 49 thần nhân thiên đạo đột nhiên hóa thành cầu vồng xuôi theo cầu vồng thiên đạo hạ xuống dưới đất sau khi rơi xuống dưới đất lại hóa thành từng thần nhân thiên đạo diện mạo của những thần nhân thiên đạo giống nhau như đúc đều là gương mặt của tổ thần vương những thần nhân này đều là hóa thân đại đạo của tổ thần vương hắn cũng là vì bị thái đế làm trọng thương không thể không trở về thiên đinh để trị thương không có cách nào điều động chân thân được nguyệt thiên tôn thần nhân thiên cương mở miệng dùng giọng điệu vừa phải không nhanh cũng không chậm nói ngừng việc trị thương ngừng hồi phục cái thân xác tàn phế của ngươi lại thì người vẫn còn đường sống nếu không thì đừng trách các đạo hữu vô tình nguyệt thiên tôn mắt đếch tay ơ làm lơ luôn đột nhiên từng thần nhân thiên đạo đều cảm nhận được đạo thương thiên đạo trong cơ thể của nguyệt thiên tôn đang nhanh chóng khỏi hẳn bọn họ không khỏi đồng loạt mở to mắt từng ánh mắt đều đổ dồn vào dược sự đang bay lượn xung quanh nguyệt thiên tôn trên lòng bàn tay của tần mục tất cả 49 thần nhân thiên đạo cùng đồng thanh nói phá hỏng thiên đạo của ta người chắc chắn sẽ không song với ta đâu trong lòng dược sư căng thẳng vội vàng sờ sờ mặt nạ bằng đồng trên mặt mình mặt nạ vẫn còn Lúc này dược sư mới thở phào nhẹ nhõm nói, may mà vì ta sợ mục nhi tự ti, cho nên không tháo mặt nạ xuống, nếu không thì đã bị mấy tên kia nhìn thấy dung mạo thực sự rồi, hiểu thiên tôn, tổ thần vương. Lang hiên thần hoàng đột nhiên nói, mặc dù hôm nay chỉ có ba người chúng ta, nhưng chắc các người không quên cảnh tượng năm xưa đâu đúng không? 49 thần nhân thiên đạo cùng gật đầu, thần khí ngựa thiên tôn nói, năm đó, mặc dù hỏa thiên tôn là người ra tay đầu tiên, nhưng nguyệt thiên tôn lại tránh né được sự tấn công của hắn trái lại ngươi lại là người đầu tiên đắc thủ lang hiên thần hoàng khẽ mỉm cười đột nhiên hung bạo quát lớn động thủ vua thân thể của hắn đột nhiên sụp đổ vỡ nát vô số cánh hoa cùng lá đào và cành đào tung bay khắp bầu trời ngay sau đó cánh hoa cùng lá đào và cành đào đều vỡ nát tan tành trong tiếng đàn còn thần thức của lang hiên thần hoàng thì đã tiến quân thần tốc xông vào bên trong lĩnh vực thần tàng của tần mục cùng lúc này 49 thần nhân thiên đạo đồng loạt ra tay trong chớp mắt đã kết thành thế giới huyền đô thâu tóm bao vây lĩnh vực thần tàng của tầng mục ở bên trong tiếng đàn mãnh liệt cả vạn dặm rừng đảo giống như sôi sục lên vô số mặt cắt không gian giao thoa xen kẽ nguyệt thiên tôn cày đàn các loại tiếng đàn vang lên cùng một lúc năm âm 12 luật cung thường dốc chửi vũ đồ dê mi son la hoàng trung đại lã thái thốc giáp trung đô đô thang dê dê thăng cùng nhau vang lên thế giới huyền đô mà thần nhân thiên đạo hóa thành chớp mắt đã bị phá hủy từng thần nhân bay lên ngay sau đó bị cắt vụn trong tiếng đàn vô số chân tay bị cắt cụt tung bay đầy trời chỉ nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của tổ đình vương vang lên hiểu thiên tôn mẹ ông nội nhà ngươi thiên đạo vỡ nát của hắn giống như luồng ánh sáng đầy màu sắc xông lên bầu trời lao ra khỏi rừng đào nhảy nhót qua lại giữa từng vì sao trên bầu trời sau đó nhanh chóng biến mất còn thần thức của Lang nghiên thần hoàng đã xông vào trong lĩnh vực thần tàng của tần mục nhắm thẳng vào mi tâm của người thiên tôn mà lao tới nhưng bất kể hắn tấn công thế nào thì đối diện với hắn vẫn luôn là tần mục khoảng cách của hắn với tần mục càng ngày càng gần nhưng nghênh đón thần thức của hắn lại là bàn tay của tần mục tần mục giang rộng năm ngón tay thần thông của thái đế hiện ra trong lòng bàn tay của hắn đó chính là thần thức đại la vô thượng thần thức của lang Hiên thần hoang sao động phá vỡ tầng đại la thiên thứ nhất nhưng sau đó vẫn còn tầng đại la thiên thứ hai hắn tiếp tục xông lên phía trước phá vỡ hết tầng đại la thiên này đến tầng đại la thiên khác liên tiếp phá vỡ trên dưới 100 tầng đại la thiên cuối cùng cũng khiến tần mục không kịp chuẩn bị nhưng lúc này hắn lại nhìn thấy tần mục cầm một cây châm cài tóc trong tay châm cài tóc bằng gỗ đào đó là một cây châm vô cùng bình thường mà nguyệt thiên tôn người rất thích hoa đào làm tặng lang thiên tôn lang hiên thần thức của ngươi có thể phá vỡ đại đạo không gian của nguyệt thiên tôn nhưng thần thông bất dịch của lang thiên tôn lại có thể phá vỡ thần thức của ngươi tần mục lắc lắc châm gỗ đào thần thức của lang hiên thần hoàng ngay lập tức sụp đổ tan tành lộn xộn vỡ nát vào khoảnh khắc thần thức của hắn tan vỡ hắn nghe thấy được giọng nói của tổ thần vương trong lòng hơi mông lung, hiểu thiên tôn, cái tên này, tại sao ngươi không động thủ? Mục thiên tôn thu châm cài tóc lại, chỉ trong thời gian ngắn tổ thần vương và lăng hiên thần hoàng ai nấy cũng đều bị tổn hại nghiêm trọng, một người thì 49 thần nhân thiên đạo bị chém vụn, một người thì bị phá thần thức, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tới nơi này nữa, bây giờ chỉ còn lại một người, tần mục nhìn về phía trong rừng đào, thần khí ngự thiên tôn vẫn đứng sừng sững, tay vẫn cầm nguyên mộc, không hề nhúc nhích, tiếng đàn của người thiên tôn sao động, từng tầng đại đạo không gian mà dây đàn ánh sáng hóa thành nhảy nhót xung quanh hắn sau đó bị nguyên mộc chặn lại toàn bộ ánh mắt của thần khí Ngự thiên tôn xa xăm tựa như có ngọn lửa đang nhảy nhót trong mắt hắn chăm chú nhìn tần mục và người thiên tôn giống như hắn có thể nhìn thấu lĩnh vực thần tàng của tần mục tóm được chính xác chỗ sơ hở của tần mục và người thiên tôn vậy đạo thương của hạo thiên tôn đã được chữa khỏi rồi giọng nói của dược sư vang lên sau đó hắn lại nói đạo thương của hòa thiên tôn cũng biến mất rồi qua một lúc nữa đạo thương mà hiểu thiên tôn và lăng hiên thần hoàng để lại cũng sẽ được chữa khỏi thần vương tạo hóa của thiên cung tạo hóa trong 18 tòa thiên cung thuộc về tần mục lập tức ra tay nạn lại dung mạo cho nguyệt thiên tôn tinh thần của người thiên tôn vô cùng phấn chấn nàng cảm nhận được những đạo thương hạn chế tu vi của nàng đang dần dần mất uy lực sức mạnh tu vi của nàng đang quay lại thời kỳ đỉnh cao từng chút từng chút một mà lúc này có tiếng bước chân từ bên ngoài rừng đào truyền tới dần dần đi đến gần sở dĩ ta mãi không ra tay là bởi vì ta đã nắm được đại cục nắm giữ được sự sống chết của ba người các người trong bóng tối một bóng dáng xuyên qua dây đàn ánh sáng hỗn loạn đan sen tựa như không có thực thể những sợi dây đàn không gian đó có sức mạnh vô địch không có gì là không phá nổi nhưng lúc cắt qua người hắn lại không hề làm hắn thương một chút nào hắn giống như một luồng không khí một luồng khí không có thân xác không phải ta kêu căng ngạo mạn mà thực ra là vì nguyên mộc đang ở trong tay ta bóng dáng kia càng ngày càng gần giọng nói cũng càng ngày càng rõ ràng hơn địa mẫu nguyên quân là một người không có tài cán gì nhưng thân xác của nàng là báu vật vô cùng mạnh mẽ của thiên địa tổ đình chẳng qua bản thân nàng không biết cách sử dụng mà thôi rễ của gốc cây nguyên mộc này đã ăn sâu vào trong nguyên đô trải rộng khắp sâu trong lòng đất cành lá của nó nâng đỡ chư thiên trên bầu trời cho nên cho dù rừng đào vạn dặm của người đã liên kết với tất cả chư thiên thì đối với ta mà nói cũng chẳng có tác dụng gì cả phá vỡ dễ như trở bàn tay chữ phá này vừa bật ra khỏi miệng hắn thần khí ngự thiên tôn đang nắm nguyên mộc đột nhiên quát một tiếng thôi thúc uy lực và bản lĩnh của nguyên mộc sắc mặt của người thiên tôn hơi thay đổi nàng lập tức cảm nhận được rừng đào vạn dặm liên kết với chư thiên vạn giới đang không ngừng tan rã sụp đổ từng vùng từng vùng rừng đào biến thành bột mịn rừng đào nàng khổ cơ gây dựng hơn bốn vạn năm bị phá hủy trong chốc lát rừng đào bị phá hủy dễ của nguyên mộc giống như từng cái xúc tu dập tắt từng chiếc đèn lồng năm xưa hạo thiên tôn xâm lược nguyên giới địa mẫu nguyên quân vừa mới hồi sinh đã đi ngăn chặn bởi vì có hiểu thiên tôn ở bên cạnh Hạo Thiên Tôn không muốn bị thương, cũng không muốn bại lộ thực lực thật sự, cho nên sau khi đánh trọng thương địa mẫu nguyên quân xong bèn bỏ đi luôn. Nhưng địa mẫu nguyên quân lại bị Hiểu Thiên Tôn giết chết, dễ cây gộp cả nguyên mộc cùng rơi vào tay Hiểu Thiên Tôn, nguyên giới cũng rơi vào sự khống chế của Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn trở thành kẻ thắng lớn, trồng nguyên mộc xuống, xây dựng thiên cung, lưu lại thần khí ngựa Thiên Tôn. Lúc đó, cho dù là tần mục thì cũng rơi vào trong kế hoạch của hắn, chưa hồn vì hắn, nhưng lại không thể ngăn cản sự bộc phát của Diên Khang Kiếp cuối cùng không thể không vứt bỏ thân phận thần tử của Udo, móc con mắt thứ ba đi, biến thành người vô hồn. Từ đầu đến cuối, Hiểu Thiên Tôn luôn là kẻ thắng lớn, trừ lần hắn biến thành sơ hiểu, bị đám người Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn ám sát ra. Thần khí ngựa Thiên Tôn làm xong tất cả những điều này thì lại tự đứng sừng sững bất động, mà lúc này, bóng dáng kia đã đi đến phía trước thần khí ngựa Thiên Tôn, thân hình của hắn không hề cao lớn so với thần khí ngựa Thiên Tôn. Thần khí ngựa Thiên Tôn là một người khổng lồ, con chiều cao của hắn nhìn giống như một người trưởng thành thông thường bóng dáng này chính là hiểu thiên tôn hắn có vẻ ngoài mi thanh mục tú mắt phượng mày ngài khoan thai dịu dàng hơn nữa lại có đầy đủ hai tay hiển nhiên quả thật hắn đã từng tu luyện tạo hóa huyền công thay đổi diên khang có thể phục hồi lại cơ thể giọng nói của dược sư vang lên trong đó mang theo sự vui vẻ vết thương do kiếm của hiểu thiên tôn gây lên đã được loại bỏ rồi hiểu thiên tôn khẽ nhướng mày nhìn về phía dược sự đeo mặt nạ bằng đồng cười nói hóa ra là ngọc diện lang quân dược vương thần của diên khang ta đã từng đến nghe người giảng bài ở diên khang sắc mặt của dược sư sám ngắt trong lòng thầm kêu khổ ánh mắt của hiểu thiên tôn lại chuyển sang phía người thiên tôn hắn cười nói người thiên tôn cho dù người hồi phục lại như cũ thì cũng không trốn thoát khỏi chư thiên vạn giới đâu địa mẫu bất tài nhưng ta thì không bất tài người có thể lấy đại đạo không gian cắt đứt rễ của địa mẫu hạn chế hành động của địa mẫu nhưng ta chẳng thèm để ý nguyên mộc không phải là thân xác của ta bởi vì ta không gì không nỡ, nên ta vô địch. Nguyệt Thiên Tôn im lặng, tiếng đàn ngừng lại, ánh mắt của Hiểu Thiên Tôn lại chuyển sang người tần mục, thản nhiên nói, mục Thiên Tôn, lúc diên khang kiếp, ta đã gây khó dễ ngươi một lần, ngươi chưa chắc đã phục, bây giờ ta lại gây khó dễ ngươi lần nữa, ngươi đã phục chưa, phục cái ông nội ngươi, tần mục nhỏ một bãi nước bọt, cười nói, lão tử đây đã từng phục ngươi bao giờ hả, lão tử, sắc mặt Hiểu Thiên Tôn hơi trầm xuống, thô thiển mục Thiên Tôn, ngươi tức giận đến mức chửi thề khiến ta khá thất vọng đấy xem ra là do áp lực ta tạo ra cho người quá lớn hôm nay kẻ ta muốn đối phó không phải là ngươi mà là người thiên tôn dù sao ta và ngươi vẫn là đồng minh ta cũng có lúc cần đến ngươi nhưng người thiên tôn thì không ánh mắt hắn dừng lại trên người nguyệt thiên tôn đưa một tay ra nghiêm mặt nói chỉ cần người thiên tôn chịu quy phục chuyện trước đây ngươi giết ta ta có thể bỏ qua hắn thản nhiên nói đừng nói ta không độ lượng ta vô cùng độ lượng thiên công thổ bá ưng ngạnh bất tuân ta có thể tha cho bọn họ đám thiên tôn ngự hạo lăng nguyệt hỏa tạo ra con đường tu luyện hậu thiên ta cũng có thể tha cho các ngươi sinh linh hậu thiên thành thần ta cũng có thể bỏ qua ta thậm chí ta còn cho các ngươi thành lập thiên đình tiêu hán thiên đình long tiêu phân quyền cho các ngươi cho dù là một thiên tôn biến pháp ở diên khang ta cũng nhắm một mắt mở một mắt một đời làm thiên đế sự độ lượng của ta không tệ đúng không ánh mắt hắn chân thành dừng trên mặt nguyệt thiên tôn nếu đổi thành thiên tôn khác Ngươi cho rằng mười thiên tôn hiện nay, ai độ lượng được như vậy? Hạo thiên tôn, hắn không thể, nếu như hắn ở vị trí của ta, chắc chắn sẽ tiêu diệt các ngươi đầu tiên, ngăn chặn tất cả biến pháp. Lang hiên thần hoàng, hắn cũng không thể, hắn không quyết đoán như vậy. Hỏa thiên tôn, chỉ là loại nịnh hót mà thôi, ai mạnh là đi định kẻ ấy. Hồng thiên tôn quá lu mờ, nghiên thiên phi không dám tự mình đứng ra, chỉ dám dựa vào nam nhân, tường thiên phi là thái đế, ngay cả chủng tộc của mình hắn cũng dám hủy diệt, huống chi là các ngươi cung thiên tôn quá kiêu ngạo nội tâm hư thiên tôn quá đen tối tổ thân vương nóng đẩy điên cuồng đều không thích hợp làm thiên đế hắn thản nhiên nói và lại chín thiên tôn của long hán các ngươi ngoại trừ hạo thiên tôn và hòa thiên tôn ra vân thiên tôn cư xử tài tình nhưng thiếu đại thế u thiên tôn tự bế khó thành nhân tài nguyệt thiên tôn ngươi chỉ thích hợp làm hậu phương lăng thiên tôn có chứng ngại giao tiếp tân thiên tôn ý chí tuy lớn nhưng trời sinh tính tình cẩn trọng dè rặt chỉ xứng tranh giành thiên hạ với hạo thiên tôn về phần mục thiên tôn hắn liếc mắt nhìn tần mục cười nói quá bồng bột tuy có tâm cơ thủ đoạn nhưng hắn sớm muộn gì cũng sẽ chơi chết chính mình vì quá tò mò mặt tần mục đen như sắt hiểu thiên tôn cười nói nhìn chung từ xưa đến nay có ý chí có phong thái có thủ đoạn có trách nhiệm có độ lượng có thể đảm nhiệm vị trí thiên đế một cách hoàn mỹ người cứ việc tìm nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình ta cũng không phải là ta hùng bá vũ trụ càn khôn để trở thành thiên đế mà là vũ trụ càn khôn lựa chọn ta trở thành thiên đế, tu vi Nguyệt thiên tôn lần lượt tăng lên, khí tức càng lúc càng mạnh. hờ hững nói, ngươi nói chín thiên tôn năm đó, cũng là nói mười thiên tôn hiện nay, vậy ngựa thiên tôn đâu? vì sao ngươi không nhắc đến hắn? ngựa thiên tôn, sắc mặt hiểu thiên tôn hơi trầm xuống, đúng, ngựa thiên tôn, ngựa thiên tôn đứng trong bàn tay nguyên thần của tần mặc, ánh mắt sáng như tuyết, nhìn chăm chú vào khuôn mặt hiểu thiên tôn, gần từng chữ. ngươi nói ngươi độ lượng, vì sao không nhắc đến ngựa thiên tôn? có phải vì hắn thích hợp làm thiên đế hơn ngươi, cho nên ngươi không chấp nhận được, giết chết hắn, hiểu thiên tôn cúi đầu, khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ngự thiên tôn, ta không giết hắn, là hạo thiên tôn và âm thiên tử ra tay, nguyệt thiên tôn nhớ mày, đang định mở miệng, hiểu thiên tôn tiếp tục cười nói, có điều sở dĩ hạo nhi và âm chiêu cận dám động thủ, quả thực là xuất phát từ mưu kế của ta, thậm chí ta còn giúp hạo nhi phong ấn mạn hồi lang các, đảm bảo thiên công và thổ bá cũng không thể phát hiện ra nguyên nhân cái chết của người thiên tôn gương mặt hắn mang theo ý cười, khi đó là thịnh hội đầu tiên của thiên đình. Trên thịnh hội thiên đình, kẻ có địa vị tụ hợp, bàn bạc chuyện thành lập thiên đình Long Hán, tôn ta làm chủ thiên hạ, ta cao cao tại thượng, lập tức nắm trong tay quyền lực có một không hai, khi đó nhân tộc chỉ là một tộc nhỏ bé không đáng nhắc tới, thịnh hội giao trì cũng chỉ là một góc nhỏ trong thiên đình mà thôi. Bảy thiên tôn cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý trong thời đại đó, người thiên tôn cũng chỉ là một kẻ tương đối mạnh trong đám sâu kiến, thế mà ta lại sợ hãi, người thiên tôn siết chặt tay. Hiểu Thiên Tôn nói, ta đã không còn địch thủ, thái đế thua, nguyên thạch nát vụn, biến thành chó mất nhà, cung vân chết, bị ta chôn ở tổ đình, thiên công bị ta nắm thóc, một mình địa mẫu không thể chống đỡ, thổ bá cũng không phải là đối thủ của ta, về phần tứ đế cổ thần, chỉ xứng làm về tôi. Nhưng khi ta gặp ngự thiên tôn, ta đã sợ hãi, hắn ngoảnh đầu lại nhìn thần khí ngự thiên tôn phía sau mình, nhớ lại chuyện xưa, sau một lúc lâu mới quay đầu lại, tiếp tục nói, ngự thiên tôn có tài, tài nghệ của hắn vô song mở ra linh thai thần tàng cho chúng sinh có thể tu luyện để tất cả chủng tộc đều nhớ tới ân đức của hắn hắn có dã dạ tâm kết ra nhiều bạn tốt bất kể là bán thần hay chủng tộc hậu thiên đều coi hắn là khách quý hắn lại tạo ra công pháp thành thần để bán thần và chủng tộc hậu thiên có hy vọng sánh ngang với cổ thần thậm chí vượt qua cổ thần ta vốn chỉ để ý tới hắn hơn một chút bao dung tất cả những việc hắn làm chẳng qua coi hắn là một đứa trẻ có thiên phú mà thôi về sau khi hạo nhi nói cho ta nghe công pháp thành thần của hắn Ta mới thật sự cảm thấy sợ hãi, Hiểu Thiên Tôn thở dài, nói: "Nếu tùy ý để hắn chuyển bá công pháp thành thần ra ngoài, hắn sẽ tích lũy được đại thế, một đại thế đường đường chính chính, Nguyệt Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, các ngươi không phải thiên đế, rất khó hiểu được loại đại thế này, các ngươi từng thấy tranh giành vương triều, từng thấy sự thay đổi triều đại, nhưng các ngươi đã từng thấy khi đại thế của một người tích lũy đến cực hạn, thiên hạ quy về một mối chưa, con đường mà Ngự Thiên Tôn đi, chính là con đường này." Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn hơi giật mình dược sư đang điều trị thương thế cuối cùng cho người thiên tôn cũng bất giác cẩn thận lắng nghe hiểu thiên tôn nói lúc ở thịnh hội giao trì hắn đã có đầy đủ tất cả điều kiện cho con đường này uy tín danh dự người ủng hộ tương lai hắn đều có được thứ duy nhất hắn còn thiếu đó là thực lực thử nghĩ xem sau mấy chục vạn năm bán thần và sinh linh hậu thiên phát triển lớn mạnh có sự tồn tại của hàng trăm kẻ cảnh giới đế tọa và cảnh giới thiên đình bọn chúng sẽ ủng hộ ai làm thủ lĩnh ngựa thiên tôn chỉ có ngựa thiên tôn đây chính là đại thế mà hắn tích lũy được đại thế đường đường chính chính tần mục và nguyệt thiên tôn cẩn thận suy nghĩ nếu như khi đó ngựa thiên tôn không chết bán thần và nhân tộc cùng chung sống yên ổn đều tôn hắn lên làm thủ lĩnh quả thực mấy chục vạn năm sau sẽ xuất hiện cảnh tượng mà hiểu thiên tôn nói đó là một thời đại hưng thịnh không gì sánh được tất cả cổ thần đều sẽ trở thành nhân vật phụ lúc đó thậm chí ngựa thiên tôn không cần xuất thủ hắn chỉ cần chỉ vào ngai vàng của thiên đình nói một câu ta muốn ngồi lên vị trí đó sắc mặt hiểu thiên tôn không cảm xúc lạnh lùng nói ta phải đứng lên nhường hắn ngồi nếu như ta không đứng dậy nhường chỗ cho hắn không cần hắn động thủ sẽ có vô số bán thần và thánh thần hậu thiên xông lên giết ta ta nhìn thấy tương lai như thế đấy vì vậy tần mục đáp vì vậy ngự thiên tôn phải chết hiểu thiên tôn gật đầu ngự thiên tôn phải chết đây là một con đường đoạt quyền đường đường chính chính là vương đạo đế đạo không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì không cần bất cứ sự tranh quyền đoạt lợi nào chỉ cần cho ngự thiên tôn thời gian hắn sẽ nghiễm nhiên đứng trên đỉnh cao của quyền lực bất kỳ kẻ nào chặn đường đều sẽ bị nghiền nát bị chôn vùi dễ như trở bàn tay dù thế tất yếu không thể xoay chuyển hiểu thiên tôn là người nắm giữ trí tuệ hắn có thể thấy được tương lai mấy chục vạn năm sau trên người ngự thiên tôn hắn thấy không thể ngăn cản chủng tộc hậu thiên và bán thần cuột khởi cũng nhìn thấy cổ thần thất thế hắn không ngăn cản được xu thế này nhưng vì địa vị thống trị của bản thân vì địa vị thống trị của cổ thần hắn nhất định phải giết chết ngự thiên tôn chỉ cần không có ngự thiên tôn hắn vẫn có thể trở thành chủ thiên hạ tần mục suy nghĩ một chút nhìn chung tất cả thủ đoạn của thiên tôn bao gồm các loại tồn tại như thiên công thổ bá và địa mẫu nguyên quân bọn họ đều không bằng ngự thiên tôn bao gồm cả tần mục hiện giờ đi trên con đường tung hoành cũng kém xa ngự thiên tôn con đường tung hoành nhiều âm mưu quỷ kế nhiều nhân tâm tính toán cũng không thể nào bằng đại khí của ngự thiên tôn con đường mà ngự thiên tôn đi là con đường vương đạo con đường đế đạo chỉ tiếc ngay lần đầu tiên cổ thần thiên đế đã cảm thấy được sức mạnh to lớn của hắn đã giết chết hắn hắn thua là vì hắn quá xuất sắc chứ không phải là vì thực lực không đủ lòng bao dung của thái sơ thiên đế cực kỳ lớn hắn có thể tha thứ cho vô số người thậm chí là thiên công thổ bá đế hậu nguyên mẫu hay là tin tiểu tử tần mục nhiều lần ngáng chân hắn hắn đều có thể tha thứ nhưng chỉ cần uy hiếp đến quyền lực của hắn hắn sẽ không nhịn được uy hiếp đến quyền lực của hắn cho dù là ai hắn cũng sẽ diệt trừ thậm chí là con của hắn đạo thương mà lang hiên thần hoàng để lại đã khỏi hẳn rồi dược sư đột nhiên vui vẻ nói tinh thần người thiên tôn phấn chấn toàn lực thôi thúc công pháp của mình lập tức cảm thấy công pháp vận chuyển thông suốt không có trở ngại hiện tại nàng có lòng tin đánh cược một phen hiểu thiên tôn nhìn nàng lắc đầu nói ngươi không trốn thoát được đâu cho dù ngươi đứng trong lĩnh vực của mục thiên tôn cũng không thoát khỏi khống chế của ta nguyệt thiên tôn hít thật sâu tay áo dần dần tung bay từng sợi tua rua chậm rãi chuyển động trên không trung chuyển động cùng với những sợi tua rua ấy còn có thần quang rực rỡ, hiểu thiên tôn nhíu mày, thần khí ngựa thiên tôn sau lưng nắm chặt nguyên mộc, nhẹ nhàng xoay nguyên mộc một cái, trừ thiên vạn giới ở nguyên giới lập tức dịch chuyển theo chuyển động của cành lá, tán kinh nguyên mộc, sức mạnh mạnh mẽ như thế, cho dù là địa mẫu nguyên quân năm đó cũng không thể làm được, nhưng hiểu thiên tôn lại có thể làm được, trừ thiên vạn giới của nguyên giới dịch chuyển dẫn đến thay đổi không gian, mục đích của hiểu thiên tôn chính là làm xáo trộn không gian để người thiên tôn không cách nào trốn chạy được năm ngón tay tần mục giang rộng ra bàn tay nằm ngang nguyệt thiên tôn nhảy múa trong lòng bàn tay hắn dáng người thướt tha tư thế nhanh nhẹn từng sợi dây đàn không gian hiện ra những sợi dây đàn không gian này bị kích động bởi sự di chuyển của chư thiên vạn giới phát ra tiếng đàn lộn xộn thân hình nguyệt thiên tôn bay lượn trên từng dây đàn không gian nhưng cho dù nàng nhảy lên như thế nào thì cũng không thể nhảy ra khỏi chư thiên vạn giới không thể rời khỏi nguyên giới thậm chí không thể rời khỏi rừng đào nàng cảm giác không gian mình có thể di chuyển được càng ngày càng nhỏ nhỏ đến mức chỉ còn lại một khoảng cách lòng bàn tay tần mục tinh 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 dây đàn không gian kịch liệt chấn động đột nhiên vô số công kích từ bốn phương tám hướng đánh về phía hiệu thiên tôn và thần khí ngự thiên tôn thân thể hiểu thiên tôn sừng sững bất động thần khí ngự thiên tôn khẽ kêu một tiếng đột nhiên thân thể vụt qua hiện ra ba đầu sáu tay nắm đấm tung về phía bốn phương tám hướng đánh bay công kích của người thiên tôn hắn tiến lên phía trước một bước đánh một quyền khí thế ồ ạt đập tan lĩnh vực thần tàng của tần mục nhắm thẳng vào Nguyệt Thiên Tôn trong lòng bàn tay Nguyên Thần Tần Mục. Một quyền này của hắn không nhắm vào Tần Mục mà là nhắm vào Nguyệt Thiên Tôn, nhưng sức mạnh dâng trào mạnh mẽ vẫn tác dụng lên lĩnh vực thần tàng, khiến lĩnh vực thần tàng của Tần Mục chấn động đến nát vụn. Bên trong lĩnh vực, các quần tinh sụp đổ, huyền đô tàn rã, u đô không còn, thậm chí ngay cả tổ đình cũng rơi vào bên trong địa thủy phong hỏa, sắp bị chôn vùi. Thực lực của thần khí ngựa thiên tôn quá mạnh mẽ, dùng nguyên một vây nhốt nguyệt thiên tôn, dùng thân thể vô song phá lĩnh vực thần tàng của tần mục, loại sức mạnh công kích cường đại này khiến cho người ta thấy tuyệt vọng nhưng vào lúc này thân thể tần mục vụt qua sau lưng một cánh cổng dựng lên kế trời liền đất phía sau cổng chính là u đô hiểu thiên tôn nhíu nhíu mày khóe miệng lộ ra nụ cười tươi cánh cổng thừa thiên mở ra trong bóng tối đằng sau cánh cổng từng chiếc thuyền giấy treo theo đèn bão đang tập hợp lại số lượng thuyền giấy càng ngày càng nhiều đột nhiên tất cả thuyền giấy hợp nhất biến thành một chiếc thuyền nhỏ lái từ u đô tới xuyên qua cổng thừa thiên trên thuyền nhỏ một vị lão giả gầy gò ngẩng đầu bàn tay lớn gầy trơ xương thỏ ra nghênh tiếp bàn tay của thần khí ngự thiên tôn ầm uhm, chấn động khủng bố bạo phát sau lưng thần khí ngự thiên tôn đột nhiên hiện ra tầng tầng thiên cung hùng tráng nối tiếp tạo thành một vùng thiên đình ép lão giả gầy gò ngã về phía khổng thừa thiên u thiên tôn tuy ngươi cũng là thiên tôn cao quý nhưng ngươi đã không còn ở trung tâm quyền lực của thiên đình nữa rồi ngươi được tiếp xúc quá ít với các loại thần thông đạo pháp hiểu thiên tôn vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích mỉm cười nói người hết thời rồi lão giả kia chính là u thiên tôn trong nháy mắt hắn sắp sửa ngã về u đô một bàn tay vô cùng to lớn thò ra từ sau lưng của u thiên tôn nâng hắn lên phía sau bàn tay kia là một đôi mắt khổng lồ thiêu đốt giống như ma hỏa u đô tiếp theo đôi mắt dọc hiện lên cách u đô nhìn về phía nguyên giới sau khi bàn tay kia nâng u thiên tôn lên nó hóa thành một nắm đấm đánh xuyên qua cổng thừa thiên lay động thần khí ngự thiên tôn cùng lúc đó nguyệt thiên tôn bay lên từ trong lòng bàn tay tần mục từng sợi dây đàn ánh sáng trải rộng bốn phương tám hướng quấn quanh tán cây nguyên mộc thần thông hoàn toàn bạo phát hiểu thiên tôn nhấn mày cười một tiếng vươn người đứng dậy đáp trên vai thần khí ngự thiên tôn đang lảo đảo lui về phía sau hắn khẽ quát một tiếng sau đầu một tòa thiên cung nhảy ra bổ sung vào trong thiên đình của thần khí ngự thiên tôn thiên đình sau đầu thần khí ngự thiên tôn có tất cả 35 tòa thiên cung hắn lấp thêm một tòa thiên cung vào trong đó lập tức hình thành đại thiên đình hoàn mỹ với 36 tòa thiên cung hắn không thể tu thành cảnh giới thiên đình, bởi lại còn thiếu một tòa thiên cung, cho nên, hắn chỉ có thể mượn dùng thân thể của thần khí ngự thiên tôn, dùng thiên cung tiên thiên của bản thân để bù đắp chỗ thiếu sót cuối cùng, miễn cưỡng tu thành cảnh giới thiên đình. Làm như vậy sẽ khiến cho thực lực của hắn lập tức đạt tới mức độ thời kỳ đỉnh phong của bản thân, nhưng mối họa ngầm cũng lớn, đó chính là thân thể hắn không chịu nổi. Nhưng hiện tại, kẻ thi triển đại thiên đình không phải là thân thể của hắn, mà là thần khí ngự thiên tôn khi tòa thiên cung cuối cùng bổ sung đầy đủ cho thiên đình thân quang lập tức bắn ra vạn đạo cùng vang ánh sáng cực kỳ chói mắt dược sư cảm thấy hai mắt mình đau xót mù loà ngay lập tức trong lòng hơi kinh hoàng đột nhiên hắn cảm giác được người mình đang bị cuốn lên không tự chủ được mà bay đi mắt của ta trong lòng dược sư hoảng loạn hắn cảm nhận được khí tức của tần mục trong lòng biết ngay là tần mục đã cứu hắn nhưng hai mắt hắn đã mù không nhìn thấy bên ngoài chỉ có thể cảm nhận được bản thân đang không ngừng lắc lư hắn cũng từng tu luyện tạo hóa huyền công chẳng qua tạo hóa huyền công của dược sư không hề cao minh bình thường hắn chỉ dùng dùng tạo hóa huyền công để luyện linh dược cùng lắm là dùng huyền công để chữa trị mặt mình cho thật tốt hắn chưa từng thử chữa trị cặp mắt của mình hắn thôi thúc huyền công dần dần cảm nhận được đôi mắt của mình khôi phục một chút tầm nhìn lờ mờ nhìn thấy xương bàn tay khổng lồ của thổ bá thò ra từ u đô bị cắt đứt từng ngón tay vô cùng thô giáp rời khỏi bàn tay bay lên không trung hắn còn nhìn thấy cành lá nguyên mộc tung bay rơi là tả dưới công kích của nguyệt thiên tôn dược sư khó khăn chuyển động trong mắt chỉ thấy u thiên tôn đứng ở đầu vai của thần khí ngự thiên tôn đánh giết với hiểu thiên tôn nhưng lần nào cũng thua trong lòng hắn lạnh buốt hệ thống đại thiên đình của hiểu thiên tôn đã thành không ngờ lại mạnh mẽ đến như thế lúc này tầm mắt hắn tập trung thấy được tần mục đang che trước người hắn tần mục móc mắt dọc ở giữa mi tâm ra mục nhi ngươi đang làm gì vậy dược sư nói chuyện nhưng lại không nghe được giọng nói của mình hắn chỉ thấy tần mục thôi thúc mắt dọc ở giữa mi tâm tế tự giữa không trung mắt dọc vùng một cái trở nên to lớn trong mắt quay lại lộ ra nửa vỏ trứng to lớn trong tay tần mục cầm châm cài tóc của lăng thiên tôn thôi thúc thần thông châm cài tóc ghim vào mặt sau vỏ trứng hiểu thiên tôn đã ép u thiên tôn vào thế yếu thần khí ngựa thiên tôn sắt sông vào u đô nhưng đúng lúc này vỏ trứng ở sau mắt dọc của tần mục tỏa ra hào quang rực rỡ vỏ trứng thái sơ bay lên bắn ra vô số phù văn thái sơ từ trong con mắt dọc của tần mục ầm một tiếng lạc ấn ở khắp nơi trong vạn rậm rừng đào vô số phù văn xoay tròn phù một tiếng nhưng không lao vào trong mắt dọc của tần mục thần khí ngự thiên tôn ầm ầm ngã xuống đất thần thức và pháp lực trong cơ thể ngự thiên tôn cuồng bạo bị kéo vào bên trong tròng mắt của tần mục hiểu thiên tôn cũng không tự chủ được bay lên rơi vào trong mắt dọc thái sơ người chọc giận ta lão tử đánh ngươi trở về trạng thái trước khi ra đời tần mục quát lớn trong lòng hiểu thiên tôn âm thầm sợ hãi đòn đánh này của tần mục đột nhiên xuất hiện làm hắn không dự liệu trước được đáng lẽ hắn muốn nhân cơ hội này thuyết phục người thiên tôn tiêu diệt u thiên tôn khiến thổ bá biết khó mà lui không dám có dị tâm dựa vào thực lực hiện giờ của hắn thì đủ để làm được nếu như có thể thuyết phục người thiên tôn tiêu diệt u thiên tôn khiến hai thiên tôn nương nhờ như vậy hắn không cần phải giấu giếm thân phận trong người thiên tôn nữa dựa vào thực lực của hắn khiến hỏa thiên tôn thần phục khiến đứa con riêng lang hiên tận hiến không thành vấn đề cộng thêm việc cả dòng dõi cổ thần thiên công và thổ bá cũng không dám tranh chấp với hắn huyền vũ thanh long bạch hổ dễ dàng bị thu phục những thiên tôn khác còn ai dám to gan đối nghịch với hắn thái đế chỉ có thể tiếp tục trốn nếu xuất hiện thì chỉ còn con đường chết bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim hạo thiên tôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm con trai hắn tổ thần vương cũng chỉ dám mắng lão cha của hắn không dám láo xược bị hắn xem như cây đao lợi dụng để khống chế thiên công hưu thiên tôn dùng để khống chế thổ bá khai hoàng tần nghiệp chỉ có thể ngoan ngoãn núp ở bên trong vô ưu hương không dám thỏ đầu ra còn đế hậu và nguyên mẫu chỉ có thể ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn không còn dám hay lòng mọi chuyện thật tốt đẹp chỉ cần hàng phục hai vị thiên tôn hắn sẽ có thể giành được đế vị nhưng mà đòn đánh này của tần mục lại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi đòn đánh thi triển ra này khiến hắn cảm thấy nguyên thần của mình rung động đại đạo ẩm vang không tự chủ được mà muốn trở về bên trong vỏ trứng dường như vật chất trên người hắn cũng đang biến hóa khiến hắn khó lòng áp chế thân thể của hắn không thuộc về hắn ban đầu chỉ là thế thân nhưng nguyên thần và thân thể của hắn là một thể nguyên thần và đại đạo bị đầy về phía con mắt tần mục ngay tiếp đó hắn cũng bay về phía con mắt tần mục điểm mấu chốt chính là một đòn này của tần mục đã rút pháp lực và thần thức của hắn trong thần khí ngự thiên tôn khiến thần khí ngự thiên tôn mất khống chế thần khí ngự thiên tôn là vũ khí mạnh mẽ nhất hiện nay của hắn thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với thân thể hiện giờ của hắn mất đi thần khí này hắn lập tức rơi vào thế bị động mục nhi làm tốt lắm dược sư vui mừng ầm um, đầu tần mục đột nhiên nổ tung từ cổ trở lên không cánh mà bay huyết tường bắn đầy mặt dược sư dược sư chết đứng thứ nổ tung cùng với đầu tần mục còn có mắt dọc của hắn bao gồm cả linh thai thần tàng được giấu trong mi tâm của tần mục linh thai thần tàng nằm ở trong mi tâm của thần thông giả và thần chỉ cho nên hiểu thiên tôn chỉ cần dùng một chỉ là đã có thể chọc thủng mắt dọc và đầu tần mục một đòn này của hắn quá mạnh linh thai thần tàng của tần mục không chịu nổi cũng nổ tung theo trong nháy mắt mắt sọc và linh thai thần tàng nổ tung không biết bao nhiêu bảo vật bay lượn đầy trời có từng khối thần thạch thái tố thần thạch thái cực thần thạch thái thủy nguyên thạch thái thủy còn có từng đống thần kim thần khoáng tổ đình tích tụ thành núi một cây cung lớn nửa cái vỏ trứng thái sơ hai cái vỏ trứng thái dịch và khí hỗn độn còn có một thái thủy chi noãn tròn trùng trục chủ cũng bay ra theo ngoại trừ cái đó bên trong thần nhãn còn tuôn ra nguyên thạch thái cực đại lục tần tự bị đánh nát quan tài thủy tinh của nguyên mẫu phu nhân cũng vỡ tan thi thể nguyên mẫu phu nhân cũng bay lên theo đó. Thi thể nguyên mẫu phu nhân đã sinh ra thi yêu, vẫn luôn bị phong ấn của Ngụy Tùy Phong trấn áp, mà bây giờ lập tức được thoát vây, vui mừng hớn hở chạy ra bên ngoài. Ngoài ra còn những bảo vật khác, nhiều vô kể khiến cho người ta hoa mắt. Hiểu Thiên Tôn dùng một chỉ làm nổ tung đầu và mắt dọc của Tần Mục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu pháp lực và thần thức của mình về, thao tay ra chụp lấy vỏ trứng của bản thân, thầm nghĩ, cho dù thế nào ta cũng nhất định phải đoạt được vỏ trứng bảo vật khác của mục thiên tôn cũng không tồi tên tiểu tử này vơ vét nhiều bảo vật như vậy còn có vị đạo hữu ở trong thần noãn cũng ở chỗ hắn thần thức và pháp lực của hắn vọt tới thần khí ngựa thiên tôn đang nằm dạp xuống sau lưng hắn bàn tay bao phủ toàn bộ bảo vật tôn ra trong đầu tần mục hắn thấy mọi việc sắp xuân sẻ đột nhiên choáng váng tất cả bảo vật của tần mục bị nguyệt thiên tôn trực tiếp lấy đi ẩn sâu trong không gian trong chốc lát hiểu thiên tôn cũng không cách nào tìm được những bảo vật này bị giấu ở nơi nào mà thần thức và pháp lực của hắn đang muốn tràn vào trong cơ thể thần khí ngự thiên tôn. U thiên tôn vốn đứng ở đầu vai thần khí ngự thiên tôn lập tức dán một tờ giấy vàng sát lên giữa lưng thần khí ngự thiên tôn. U thiên tôn khẽ quát một tiếng, giấy vàng một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn thành tám. Trong tức khắc đã dán đầy ấp thần khí ngự thiên tôn, toàn thân cao thấp đầu đầu cũng có giấy vàng. Thần thức và pháp lực của hiểu thiên tôn không cách nào chui vào trong đó, trong lòng hắn giật mình, lập tức biết mình bị tần mục mưu tính, hoàn toàn mất đi tiên cơ, bụp tay đứt của thổ bá đánh tới, những ngón tay đứt nhấp nhô bay trên bầu trời lại trở về trên bàn tay của hắn, sắc mặt hiểu thiên tôn u ám, hét to một tiếng, trở tay nghênh tiếp bàn tay lớn của thổ bá, sau đầu hắn, từng tòa thiên cung hiện lên, thiên cung san sát đan sen, quần anh tụ hội tạo thành một vùng đại thiên đình, thiên cung bên trong thiên đình này nhiều tới 35 tòa, 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đình khiến pháp lực của hắn tăng vọt, mặc dù không mạnh mẽ như thần khí ngự thiên tôn, nhưng cũng không thể coi thường tuyệt đối không thua kém gì thực lực mà hạo thiên tôn thể hiện trong trận chiến với thái đế nhưng trong nháy mắt va chạm cùng bàn tay của thổ bá hắn vẫn cảm giác được sức mạnh không thể địch nổi truyền đến khiến cho hắn không thể không tiến về phía trước hai bước hắn thuận thế xông về phía nguyên mộc chỉ cần nắm nguyên mộc trong tay thì sẽ tương đương với việc hắn lấy địa mẫu nguyên quân trong thời kỳ đỉnh cao của mình làm thần binh địa mẫu nguyên quân không có cách nào phát huy được thực lực bản thân mà chính bản thân địa mẫu nguyên quân cũng không rõ nguyên nhân nhưng hiểu thiên tôn lại biết rõ Địa mẫu nguyên quân là một cây đại thụ sinh ra bên trong tổ đình, bị tạo vật chủ lấy nguyên dịch hồng mông trong gia chỉ thái cổ đổ vào linh căn thiên địa, hấp thu linh khí linh lực thiên địa của tổ đình, cho nên thai ngén ra sinh mệnh, trở thành địa mẫu, nàng được trời cao yêu ái, là thần chỉ mạnh mẽ nhất do thiên địa sinh ra. Nhưng cũng bởi vì nguyên mộc thực sự quá cao quá lớn, và lại tạo vật chủ thời đại thái cổ còn có phong tục sùng bái nguyên mộc. Do đó việc tế tự gốc nguyên mộc này đã khiến toàn bộ sức mạnh tế tự của tạo vật chủ tập trung vào trong thân thể địa mẫu. Bởi vậy, tuy là địa mẫu do trời đất sinh ra nhưng lại hấp thu sức mạnh tế tự của tạo vật chủ cho nên đạo hạnh không thuần đây là nguyên nhân lớn nhất hạn chế bản thân địa mẫu năm đó thái sơ thiên đế cũng từng bị hạn chế như vậy tuy loại sức mạnh tế tự này có thể khiến cho người nhận tế tự nhanh chóng trưởng thành đạt được sức mạnh cường đại nhưng cũng sẽ khiến đại đạo của người nhận tế tự không thuần túy thậm chí ảnh hưởng đến tư duy ý thức ảnh hưởng đến sức phán đoán của bản thân ví như thái đế năm đó anh minh thần võ sau khi tiếp nhận sức mạnh tế tự thì đã đổ sát chủng tộc của mình có điều, với tư cách là Thái Sơ Thiên Đế, cổ thần sinh ra từ trong trứng, sức mạnh tế tự cũng đều đến từ nguyên thạch Thái Sơ và thần thạch Thái Sơ của mạch khoáng Thái Sơ. Nếu nguyên mộc rơi vào tay hắn, hắn có thể phát huy uy lực của nguyên mộc đến cực hạn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thực lực của bản thân địa mẫu nguyên quân. Nếu như thực lực của địa mẫu hoàn toàn phát huy được, vậy thì tuyệt đối không thua kém gì loại tồn tại như thiên công thổ bá. Trong nháy mắt khi bàn tay của hắn sắp bắt được nguyên mộc, công kích của thổ bá và u thiên tôn theo nhau tới trong bóng tối dưới chân hiểu thiên tôn u thiên tôn giống như một hắn khác ở trong gương cùng sải bước với hắn lúc hai người cùng bước bước chân đầu tiên bàn tay hiểu thiên tôn đã chạm vào thân cây nguyên mộc như một giây sau hắn phát hiện nguyên thần của mình đã ngã vào u đô đi tới bên người u thiên tôn trong tay u thiên tôn xách theo đèn bão hắn đốt đèn lên một cột ánh sáng đánh thẳng vào nguyên thần của hiểu thiên tôn ầm uhm. bên trong u đô truyền đến chấn động vô cùng kinh khủng tất cả ma thần ma vương bên trong u đô sợ hãi dị thường chạy trốn tán loạn ở trung tâm nơi chấn động kinh khủng kia nguyên thần hiểu thiên tôn gào thét cứng trọi cứng với đòn đánh của u thiên tôn cưỡng ép thoát khỏi u đô để trở về trong cơ thể của mình nhưng nghênh đón hắn lại là từng sợi dây đàn của người thiên tôn dây đàn của người thiên tôn đã cuốn đầy thân cây đầu còn lại của mỗi dây được nối với 10 ngón tay của người thiên tôn dây đàn thứ nhất rung động hiểu thiên tôn không kịp phản ứng lại thì sợi dây này đã xẹt qua dưới cổ họng của hắn hắn không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào dây đàn thứ nhất bay ra từ sau cổ hắn tiếp đến dây thứ hai, dây thứ ba, dây thứ tư, liên tiếp 10 sợi dây đàn khác nhau lần lượt cắt qua cổ họng, chán, dưới cổ, mắt, ngực, eo, mệnh môn, xương hông, đầu gối, khớp nối mắt cá chân của Hiểu Thiên Tôn. Xương sọ Hiểu Thiên Tôn bay lên, khí huyết của những bộ phận khác trong cơ thể ồ ạt cuồng bạo tuôn trào chẳng khác gì vòi rồng. Trong cổng thừa thiên, bàn tay thổ bá mạnh mẽ đập xuống, một bàn tay đập nát thân thể hắn, biến thành một đống bột nhão. Người thiên tôn thở phào nhẹ nhõm thổ bá ở trong u đô cũng thở phào nhẹ nhõm u thiên tôn từ u đô đi tới dưới cây thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vào lúc này huyết nhục hiểu thiên tôn nhúc nhích tái sinh thò tay bắt lấy nguyên mộc vung nguyên mộc lên lúc này uy năng vô cùng kinh khủng từ bên trong nguyên mộc bạo phát chấn động chư thiên nổ vang vạn giới toàn bộ nguyên giới có hơn hàng vạn giới chư thiên cho dù những sinh linh trong vạn giới chư thiên có ngu dốt như thế nào cũng cảm nhận được một đêm này không giống bình thường vị trí chư thiên nơi bọn họ đang sinh sống nhanh chóng di chuyển quần tinh hỗn loạn, mặt đất chấn động, núi lửa dâng trào, gió lốc gào thét, mặt biển phẫn nộ cuộn trào, sóng thần nối tiếp nhau. Thế nhưng bọn họ lại không biết đây là do một vị thiên tôn dùng pháp lực cường đại thôi thúc nguyên mộc, nguyên mộc di chuyển chư thiên, gây ra sự hủy diệt kinh người này. vu nguyên mộc quét bay u thiên tôn, khiến cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung, không ngừng học máu, hiểu thiên tôn đắc thủ, tiếp tục dùng nguyên mộc làm kiếm đâm về phía nguyệt thiên tôn. Nguyệt thiên tôn nhanh chóng lui về phía sau thân hình của nàng nhảy nhót trong từng không gian trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng chư thiên tránh né công kích của nguyên mộc nhưng điều khiến nàng khiếp sợ lại là không gian của vạn giới chư thiên cũng hỗn loạn cho dù nàng xuyên qua bao nhiêu thế giới tán cây nguyên mộc vẫn luôn ở trước mặt nàng xoẹt 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 vô số cảnh cây nguyên mộc như kiếm điên cuồng bành trướng đâm về phía nàng nguyệt thiên tôn thôi thúc thần thông không gian như một khúc cầm luật dồn dập va chạm với tán cây nguyên mộc nhưng đòn vận dụng kiếm pháp này của hiểu thiên tôn lại đến từ diên khang là kiếm pháp sau khi quốc sư Diên Khang và Tần Mục thay đổi, từ kiếm thứ 14 đến kiếm thứ 19, cái gì cần có đều có. Cho dù người thiên tôn tinh thông đại đạo không gian, nhưng khi đối mặt với kiếm pháp đa dạng, bén nhọn như vậy cũng rất khó khăn để ngăn cản. Âm, um, thân hình của nàng xuyên qua từng thế giới chư thiên, bay lên trên không trung từ những chư thiên thế giới này, nhưng sau lưng nàng vẫn là trăm vạn ánh kiếm màu xanh biếc, bay lượn ở trên bầu trời như những con dao long, chiều dài ngang với từng chư thiên, vô cùng kinh người. Nguyệt Thiên Tôn nghiêng đầu, xoẹt một tiếng một cành nguyên mộc xoẹt qua má nàng để lại một vết thương thấy nàng sắp không đỡ được nữa lúc này công kích của thổ bá đã đến sau lưng hiểu thiên tôn bàn tay lớn biến thành nắm đấm muốn đánh nát hiểu thiên tôn một lần nữa hiểu thiên tôn rút nguyên mộc về sợi dễ của nguyên mộc tụ lại như một cái đại chùy màu đen vô cùng to lớn một chùy nghênh tấp nắm đấm của thổ bá sức mạnh của hai người bạo phát thổ bá đứng xa nơi u đô cao mày nắm đấm to lớn của hắn phủ lên hóa thành từng khối đất liền rồi nứt ra lão huynh đệ người không hạ chân thân xuống thì hoàn toàn không phải là đối thủ của ta và điệp mẫu đánh nhau mà cách cả một thế giới thì không thú vị gì cả chi bằng tới đây quyết chiến một trận đi hiểu thiên tôn thét lên dùng sợi dễ nguyên mộc làm chùy xuyên qua cổng thừa thiên mạnh mẽ đánh về phía thổ bá mắt dọc giữa mi tâm thổ bá mở ra hắn thật sự nổi giận vô số đại lục do bàn tay phải nứt ra đã bay trở về tái tạo lại thành bàn tay hắn thỏ tay chụp một cái binh hà biến mất đã lâu bỗng tái hiện thổ bá tung roi minh hà lên đang muốn đánh cược với hắn một phen đột nhiên một thần khí ngự thiên tôn khác trôi lơ lửng ở u đô mở mắt nhìn chằm chằm hắn thổ bá thầm giật mình con gái của ta chú ý tới nơi này rồi hắn đề phòng thần khí ngự thiên tôn của hư thiên tôn đại trùy nguyên mộc mạnh mẽ đập tới thấy hiểu thiên tôn sắp thành công người thiên tôn đột nhiên xuất hiện trên đầu hiểu thiên tôn đầu dưới chân trên nhanh chóng rơi xuống như tiên tử vạt áo tung bay mười ngón tay vung lên tinh 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 dây đàn xung quanh đan sen thành lưới phong tỏa hoàn toàn nơi đây nhiều dây đàn đan sen hình thành vô số mặt cắt không gian như mê cung hiểu thiên tôn hôm nay ta sẽ trục xuất người bàn tay nguyệt thiên tôn hạ trên sợi dây đàn đầu tiên tiếng đàn thứ nhất vang lên đột nhiên tất cả dây đàn cùng vang vọng năm âm mười hai luật cùng lúc bạo phát vô số không gian đất đoạn trở nên hỗn loạn không gian hỗn loạn đang chuyển động phù một tiếng cuốn hiểu thiên tôn và nguyên mộc lại với nhau đưa vào sâu trong không gian xoạt 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 từng sợi rễ vô cùng thô to bắn ra từ bên trong không gian hỗn loạn cắm rễ lên mặt đất nguyên giới trong không gian hỗn loạn 12 âm luật của tiếng đàn cũng rối loạn, không cách nào khiến cho Nguyên Mộc hoàn toàn rơi vào không gian hỗn loạn. Hiểu Thiên Tôn đứng trên Nguyên Mộc, băng băng đi dọc theo sợi rễ, mắt thấy sắp nhảy ra từ bên trong không gian hỗn loạn, đột nhiên U Thiên Tôn xách theo đèn bão xuất hiện trước cái lỗ không gian hỗn loạn, chiếu ánh đèn về phía Hiểu Thiên Tôn, sức mạnh vô cùng kinh khủng xung kích tới Nguyên Thần của Hiểu Thiên Tôn, đánh Nguyên Thần của hắn ra khỏi thân thể, Hiểu Thiên Tôn gào thét, cưỡng ép kéo Nguyên Thần trở về, U Thiên Tôn cắn chặt răng, liều mạng thôi thúc đèn bão ánh đèn càng ngày càng sáng rõ nhưng nguyên thần của hiểu thiên tôn cứ thế gánh lấy xung kích của đèn bão gắng sức tiếp cận thân thể mình từng bước một mà bên trên sợi rễ thân thể hiểu thiên tôn cũng rảo bước đi từng bước một dọc theo sợi rễ thô to tiến về phía trước nguyệt thiên tôn đáp xuống trước lỗ hồng không gian này tà váy bốn phía trải rộng ra ngồi trên mặt đất di tích cung điện bay tới thi nhỏ lại thành một chiếc cổ cầm nguyệt thiên tôn gầy cầm trước lỗ hồng vô số đòn công kích như mưa rơi trên thân thể và nguyên thần hiểu thiên tôn hiểu thiên tôn kêu gào đột nhiên hiện ra ba đầu sáu tay nguyên thần cũng hiện ra ba đầu sáu tay thân thể và nguyên thần lúc hợp lúc tan thêm chỗ này bớt chỗ kia khiến hai thiên tôn là nguyệt và u đều kinh ngạc không tài nào hiểu được xích hoàng và minh hoàng hợp thể cũng chưa chắc có thể làm được tới bước này trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ hiểu thiên tôn lay động công kích của hai thiên tôn bước từng bước một ra phía bên ngoài thổ bá đâu nguyệt thiên tôn cao giọng nói u thiên tôn cắn răng bị hư thiên tôn cản trở rồi trong lòng nguyệt thiên tôn u ám thổ bá không thể hạ chân thân xuống cũng không thể tay giúp đỡ dựa vào hai thiên tôn bọn họ chỉ sợ không thể trục xuất hiểu thiên tôn thậm chí nói không chừng còn sẽ bị hắn ta giết chết trong không gian hỗn loạn kẻ bị trọng thương chính là bọn họ mục nhi đừng đi giọng nói dược sư truyền đến nguyệt thiên tôn và u thiên tôn đều thầm giật mình đột nhiên chỉ thấy tần mục không đầu phi thân tới trầm cài tóc bằng gỗ đào trong tay lao về phía hiểu thiên tôn trong không gian hỗn loạn hiểu thiên tôn bỗng giật này mình thân thể nhanh chóng lui về phía sau Từng sợi dễ nguyên mộc nhanh chóng thu về từ bên trong đất đai của nguyên giới, nguyên thần và nguyên mộc của hắn bị đưa vào trong không gian hỗn loạn, không rõ tung tích. Nguyệt Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, mang theo cổ cầm đứng ở một bên, tay áo tung bay phất về phía trước một cái, lỗ hồng không gian hỗn loạn lập tức biến mất, không gian khôi phục bằng phẳng, Tần Mục vẫn như cũ chỉ vào lỗ hồng không gian hỗn loạn kia, quỳ phong lẫm liệt, chỉ là trên cổ không có đầu. Dược sư vội vàng bay tới, kiểm tra cổ Tần Mục, oán giận nói trên của ngươi bây giờ đâu đâu cũng là đạo thương hiểu thiên tôn lưu lại còn chạy tán loạn khắp nơi ta không sao cổ tần mục cứng ngắc giọng nói vang lên từ trong lồng ngực nguyệt nhi vỏ trứng kia của ta đâu đưa vỏ trứng cho ta ta đưa hiểu thiên tôn về bên trong trứng hiểu thiên tôn đã bị nguyệt thiên tôn trục xuất rồi dược sư bất đắc sĩ nói hơn nữa ngươi đừng nói chuyện với không khí ta ở đây nguyệt thiên tôn ở phía sau ngươi vết thương này của ngươi hơi khó chữa đấy nguyệt thiên tôn tiến lên kiểm tra tương thế của tần mục thấy đầu tần mục tan biến chỉ còn dư lại cổ và lại đạo văn trên miệng vết thương do hiểu thiên tôn để lại đang không ngừng phá hoại chức năng cơ thể của hắn thương thế rất nặng ngay cả nguyên thần của hắn cũng không có đầu giống với hắn trên cổ cũng trải rộng đạo thương dược sư đang nhanh chóng áp chế đạo thương của tần mục bây giờ tần mục chỉ là miệng hùm gan sứa linh thai thần tàng của hắn đã nổ tung có đạo thương của hiểu thiên tôn để lại ở đó thì ngay cả thần thông bất dịch hắn cũng không sử dụng được vừa rồi dọa hiểu thiên tôn rút lui cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi cho dù hắn có thể thi triển thần thông bất dịch, đạo thương vẫn ở đó, vẫn sẽ nổ tung đầu hắn, chờ đến khi đạo thương được xóa bỏ, hắn mới có thể thôi thúc thần thông bất dịch để khôi phục linh thai thần tàng, hoặc là dùng tạo hóa huyền công để mọc đầu mới. Dương Vương Thần, thương thế của Mục Thiên Tôn có nguy hiểm không? Nguyệt Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi, không chết được. Dược sư kiểm tra tỉ mỉ miệng vết thương to bằng cái bát trên cổ, có chút khó xử nói, chẳng qua ta không hiểu đạo văn được để lại trong vết thương này của Hiểu Thiên Tôn, cần Thiên Tôn tới chỉ bảo một chút. U Thiên Tôn tiến tới, dùng đèn bão chiếu sáng thì thấy yết hầu của Tần Mục vẫn còn đang thở dốc, yên lòng nói, không chết được, Nguyệt Thiên Tôn, ngươi trục xuất hiểu Thiên Tôn đến nơi nào rồi. Nguyệt Thiên Tôn phân tích tỉ mỉ đạo văn bên trong đạo thương của Tần Mục, nói, năm đó tu vi của ta có chút thành tựu, muốn thử nghiệm thuật không gian nên mới chạy loạn khắp nơi, còn thích dùng thần thông không gian thí nghiệm xung quanh. Có một lần ta vô tình mở ra một vùng không gian, phát hiện được một nơi giống như mê cung, ta bị nhốt ở đó trên dưới 100 năm, cuối cùng tình cờ mới thoát ra được ta gọi là không gian hỗn loạn hiểu thiên tôn bị ta đưa đến đó rồi nàng hơi xấu hổ nói mặc dù ta lấy không gian lập đạo nhưng nơi đó kỳ dị vượt ngoài dự liệu của ta nhất thời khó có thể thoát thân thực lực bây giờ của hiểu thiên tôn hơn ta năm đó nhiều vô số kể hắn còn có thân thể của địa mẫu nguyên quân với hắn mà nói dùng rễ của địa mẫu và cành lá để phá giải mê cung rất đơn giản thế nhưng hắn muốn rời khỏi nơi đó cũng cần mười hai mươi năm còn có nơi như vậy ư tần mục thán phục nói Nguyệt Thiên Tôn nói: Vũ trụ hùng vĩ có rất nhiều bí mật không muốn để người ta biết. Nơi đó có rất nhiều di tích kỳ dị. Năm đó ta đến vùng không gian hỗn loạn ấy cũng rất bối rối. Nàng không nén được bực bội nói: Mục Thiên Tôn, bây giờ ngươi đã như thế này rồi mà vẫn còn tò mò về nơi nguy hiểm như vậy, không muốn sống nữa hả? Tần Mục giơ tay muốn sửa đầu, nhưng bị Nguyệt Thiên Tôn đánh lên tay một cái, tức giận nói: Ngươi quên rồi à? Bây giờ ngươi không có đầu. Tần Mục chống nạnh. Nguyệt Thiên Tôn đang tức giận, thấy thế cũng không nhịn được bật cười hang ha u thiên tôn liếc nàng một chút ho khan một tiếng nói nguyệt tốt nhất chúng ta nhanh nhanh xử lý đạo văn trong đạo thương của hắn thời gian càng kéo dài đối với hắn thì càng nguy hiểm nguyệt thiên tôn vội vàng ổn định lại tâm trạng nghiêm nghị nói cái này không thể trách ta phải trách mục thiên tôn lúc nào hắn cũng chọc ta cười u thiên tôn mang mặt nạ quỷ sau gáy lên mặt lừa một cái lại đẩy mặt nạ quỷ ra sau đầu dù sao nhãn lực của hai vị thiên tôn cao thâm xử lý đạo văn trong đạo thương mà hiểu thiên tôn lưu lại rất nhanh nhưng mà các nàng chỉ hiểu biết nửa vời với mấy phủ văn đại đạo ẩn chứa trong đạo văn này thôi hai người tỉ mỉ nói cho tần mục nghe tần mục phân tích đạo văn từng chút một bỗng nhiên trong giọng toát lên vẻ khó chịu hiểu thiên tôn cũng đã học xong thuật số vĩ mô rồi người thiên tôn và u thiên tôn không hiểu ý nghĩa của câu nói này của hắn đều không quan tâm lắm tần mục trở nên im lặng hiểu thiên tôn đã học được thuật số vĩ mô hắn dựng phủ văn đại đạo lại một lượt vậy nên tu vi của hắn mới mạnh mẽ như thế thậm chí có thể một mình đối đầu với thổ bá và hai thiên tôn là nguyệt và u mà tất cả điều này đều là hiệu quả của biến pháp diên khang hiểu thiên tôn có thể nắm giữ thuật số vi mô trong thời gian ngắn như vậy chứng minh hắn vẫn luôn ở lại diên khang một mực dốc lòng học tập thành quả của biến pháp diên khang nhưng hắn không thể ở lại diên khang mãi được bởi vì hắn còn cần phải ở thiên đình thậm chí thỉnh thoảng còn cần tới tổ đình hoặc thái hư một chuyến tần mục suy tư trong chốc lát trong lòng có kết luận ta chưa hồn hắn hồn phách hắn vẫn chưa bị thu vào trong cơ thể của hiểu thiên tôn mà hồn phách đã chuyển thế đã biến thành một người khác lèn vào diên khang học trộm biến pháp thật ra việc hiểu thiên tôn học biến pháp diên khang cũng không hề vượt ngoài dự tính của hắn trên thực tế tần mục ước gì mười thiên tôn đều học thành quả của biến pháp diên khang chỉ cần biến pháp diên khang hữu dụng mười thiên tôn sẽ không gián kiếp hủy diệt diên khang mãi cho đến khi diên khang có uy hiếp với bọn họ mới thôi nhưng mà tần mục kiên rẻ hiểu thiên tôn có một thân phận khác trong diên khang hơn nữa trong mười mấy năm qua, chỉ sợ thân phận này của hắn đã leo đến tầng lớp bậc trung hoặc bậc cao trong Diên Khang. Giả sử theo thời gian, hắn như một con ký sinh trùng, khống chế quyền lực của Diên Khang, nói không chừng thậm chí sẽ tù hú chiếm tổ. Hắn muốn lặng lẽ đánh cắp thành quả của biến pháp Diên Khang giống như năm đó bán thần đánh cắp quyền lực của cổ thần, đồng thời cũng giống như mười thiên tôn đánh cắp quyền lực của thiên đế. Cho dù thế giới này thay đổi như thế nào, quyền lực của bọn họ, những kẻ thống trị sư kia này sẽ không bao giờ rơi vào tay người khác. Tần Mục lặng lẽ nói, nếu như quyền lực của Diên Khang không thuộc về người dân Diên Khang mà rơi vào trong tay loại ký sinh trùng giống như Hiểu Thiên Tôn, vậy thì biến pháp Diên Khang thất bại rồi. Nói như vậy, Diên Khang chẳng khác nào là một cuộc cách mạng long hán khác. Dược sư ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, Mục Nhi, tiếp tục phân tích đạo văn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nghe Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn giải thích hình dạng của mỗi phủ văn, còn hắn thì phân tích ra điều huyền bí của mấy phủ văn đại đạo này. Qua một lúc lâu, ba người phối hợp phân tích ra đạo thương mà hiểu thiên tôn để lại đạo thương mà hiểu thiên tôn để lại lần này cũng không nghiêm trọng lắm hắn vội vàng đánh nổ đầu của tần mục không kịp sử dụng toàn lực dược sư đã có tính toán trước lập tức điều chế thuốc hắn luyện xong linh đan lập tức điều trị thương thế cho tần mục đạo thương của tần mục đang chậm chậm biến mất qua một lúc lâu tần mục chỉ cảm thấy chỗ vết thương ngứa ngáy lập tức thôi thúc bá thể tam đan công sinh ra cổ nhanh chóng mọc ra đầu mắt dọc ở mi tâm của hắn lại xuất hiện lần nữa nhưng mà lần này trong mắt dọc đã không còn đại lục tần tự đã không còn vò trứng thái sơ hay nguyên thạch thái cực người thiên tôn đưa những báu vật rơi ra của hắn trở về tất cả mọi thứ đều có chỉ thiếu đại lục tần tự bị hiểu thiên tôn đánh nát và thi thể của nguyên mẫu phu nhân lúc đó tình thế khẩn cấp người thiên tôn chỉ ném những báu vật bị rơi ra của tần mục vào trong không gian khác vẫn chưa phong ấn mà trong thi thể của nguyên mẫu phu nhân sinh ra thi yêu thi yêu tranh thủ được cơ hội định cỗm sạch báu vật của tần mục bỏ trốn nhưng lại bị thái thủy chi noãn dọa chạy mất trong mắt giàu của tần mục đã không còn đại lục tần tự cho nên hắn đành phải để những báu vật này trong thần tàng của mình trước để ở trong thần tàng nơi tổ đình thái thủy chi noãn lại leo lên trên tế đàn mạch khoáng thái thủy trong tổ đình của hắn yên ổn làm ổ tần mục đứng dậy suy tư trong chốc lát trầm giọng nói u thiên tôn ngươi có thể tìm được một người sinh ra trong diên khang 19 năm trước không trong tên hắn cần phải có một chữ hiểu có lẽ cảnh giới tu vi bây giờ của hắn đã đạt đến thần thậm chí là cao hơn trong lòng U Thiên Tôn khẽ giật thót lấy sinh tử bộ ra nói ta có thể tìm thử xem sao không lâu sau U Thiên Tôn nói tìm được hai vị thần chỉ của Diên Khang một người tên là Hiểu Thiên Cơ một người tên là Hiểu Sơ Giác Tần Mục nhìn hai vị thần chỉ của Diên Khang trên sinh tử bộ người hồn phách của hai người tiếp theo lấy cây cung thần của cường giả thời tiền sử kia ra dùng sức dương lên bắn mũi tên về phía đông phía đông mặt trời mới mọc lên sắc trời sáng chói linh lực linh khí đất trời điên cuồng vọt tới hội tụ về trong cây cung thần mà tần mục dương ra hình thành vòng xoáy lớn gào thét xoay tròn trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người vòng xoáy này càng lúc càng lớn gào thét chuyển động ma sát với không khí tức thì sấm vang chớp giật xoay quanh vòng xoáy không ngừng đánh súng vang lên âm thanh răng rắc vòng xoáy giống như mây đen che phủ trăm dặm bên trong vòng chuyển động với tốc độ nhanh bên ngoài vòng chuyển động với tốc độ chậm khiến cho trong phạm vi trăm giảm đen kịt chỉ có sấm sét thỉnh thoảng đánh lên chiếu sáng bóng tối mà ánh nắng mặt trời mới mọc ở phương đông chiếu rọi vùng mây đen hình thành từ linh khí linh lực này thành màu xám đột nhiên một tiếng ẩm vang dội một luồng sáng lớn chiếu xuống soi sáng trên cung thần của tần mục hình thành quang tiễn tần mục dương cung mũi tên đó càng lúc càng sáng đợi đến lúc mọi người gần như không cách nào nhìn thẳng bỗng nhiên vút một tiếng quang tiễn bay ra mũi quang tiễn đó xé toạc bầu trời mênh mông chớp mắt đã bay vạn dặm biến mất không còn tung tích mà trong lúc đi về hướng đông không biết bao nhiêu vạn dặm trên lãnh địa của diên khang và các tộc khác vô số người nhìn thấy tia sáng xẹt qua trên bầu trời tần mục bắn một mũi tên vòng xoáy linh khí linh lực giữa bầu trời còn chưa biến mất hắn lập tức dương cung rút tên một lần nữa lại bắn một mũi tên nữa vút 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 từng mũi quang tiễn như ánh sáng rực rỡ vút qua bầu trời để lại trên bầu trời quỹ đạo của từng tia sáng tần mục bắn liên tục hơn 10 mũi tên cuối cùng kiệt sức hai đầu gối mềm nhũn vội vàng chống cung thần nhưng vẫn phải quỳ một chân xuống đất dược sư lấy một viên linh đan đưa hắn uống khen ngợi tu vi của ngươi bây giờ mạnh hơn trước đây rồi tần mục lắc lắc đầu thôi thúc hiệu lực của dược khàn giọng nói thương thế của ta vẫn chưa khỏi hẳn mỗi người các ngươi cũng bị thương nơi này không thích hợp ở lại lâu chúng ta tới u đô tránh trước đã nguyệt thiên tôn gật đầu đại chiến tối qua mãnh liệt như thế khó bảo đảm sẽ không kinh động đến các thiên tôn khác trước tiên cứ tới u đô né tránh đã nàng lấy cổ cầm ra cổ cầm bành trướng biến thành một di tích cung điện chỉ thấy mấy thiếu nữ từ đi ra trong vòng tối của cung điện hành lễ chào hỏi nàng Nguyệt Thiên Tôn vẫn cực kỳ dịu dàng cho dù trận chiến tối qua ác liệt nàng vẫn dốc sức bảo vệ an toàn cho thị nữ của mình U Thiên Tôn cũng bị Hiểu Thiên Tôn làm trọng thương thương thế chưa lành lúc này dưới chân bỗng hụt xuống mọi người trời đất quay cuồng trong phút chốc đã xuất hiện ở trong u đô thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn cũng bị hắn đưa vào theo trên người bị dán đầy giấy vàng nhắm mắt bước đi theo sau bọn họ U Thiên Tôn thả thuyền giấy ra chạy về hướng thổ bá nơi u đô người thiên tôn nhìn xung quanh chỉ thấy trong u đô bên trong mỗi thế giới còn có từng chiếc thuyền giấy đi ngang qua Nguyệt thiên tôn vô cùng kinh ngạc nhìn u thiên tôn một cái thấp giọng hỏi u sao ngươi không thu hồi hết phân thân ta thay thổ bá quản lý trật tự của u đô khắp nơi trong chư thiên vạn giới đều có tử vong trách nhiệm còn đó ta không thể không để lại một vài phân thân đi vào các giới dẫn đường cho người chết u thiên tôn lắc đầu nói hơn nữa ta không biết người đến là hiểu thiên tôn cũng không biết hiểu thiên tôn mạnh mẽ đến như thế người thiên tôn lắc lắc đầu ngươi nên giao lưu với người khác nhiều một chút đừng tự mình khép mình như thế u thiên tôn liếc nàng một cái không phải ngươi cũng như thế sao ngươi ở ẩn ở trong rừng đào mấy năm nay giao lưu được với ai tần mù gấp rút luyện hóa linh đan nghe vậy cười nói khúc mắc của hai người các ngươi đều được cười bỏ rồi sau này đi tham thú nhiều một chút ví như đến riêng khang giao lưu học tập u thiên tôn không nói chuyện nữa người thiên tôn buồn rầu nói ta cũng muốn đi nhưng mà ta đến Diên Khang thì chỉ có thể mang đến tai họa cho Diên Khang các người, hiện tại mười thiên tôn không chế chấp ta. Sau khi bọn họ rời đi, tiếng trung đạo môn vang lên, rất nhiều đạo sĩ đạo môn xuống núi kiểm tra xung quanh, chỉ thấy vạn dặm rừng đào bị phá hủy hoàn toàn, không còn tồn tại nữa, cung điện trong rừng đào cũng biến mất không còn tung tích, kỳ lạ là chỉ có rừng đào bị hủy, bên ngoài rừng đào không hề để lại một chút dấu vết thần thông chấn động nào. Tối qua ta nhìn thấy từng không gian dựng thẳng lên giống như tấm màn ánh sáng, niêm phong bốn phía rừng đào lại hoàn toàn một vị lão đạo nhân nói chủ nhân rừng đào rất nhân từ mặc dù trận chiến ác liệt như vậy nhưng vẫn không quên bảo vệ bà tính bên ngoài không được bàn luận về việc này một vị trưởng lão đạo môn đột nhiên nói thiên đình sẽ nhanh chóng phái cường giả đến trước điều tra sự việc tối qua nếu hỏi chúng ta chúng ta cứ nói ra sự thật nhìn thấy tối qua là được người đến rất có khả năng là thân tín của 10 vị thiên tôn trên thiên đình thậm chí nói không chừng sẽ có thiên tôn tự mình đến trước vì thế lúc các ngươi đang nói chuyện tuyệt đối không được xen lẫn suy đoán của mình hiểu chưa những đạo nhân còn lại đều sôi nổi đồng ý một đạo nhân nhỏ tuổi do dự một chốc vẫn không nhịn được hỏi nghiêm trưởng lão vớt cuộc mười vệt ánh sáng lúc nãy là sao vị trưởng lão đạo môn kia chần chừ một lát lắc đầu đừng suy đoán bất cứ điều gì nói cẩn thận làm cẩn thận diên khang thượng kinh diên tú đế lâm triều văn võ báo quan vào trầu báo cáo từng sự kiện lớn nhỏ các nơi cho hoàng đế linh dục tú cẩn thận lắng nghe xử lý từng việc luận tội quan viên không làm tròn chức trách sấm rền gió cuốn lúc này có quan trong triều bẩm tấu lên nói hạ thần hiểu thiên cơ có tấu trương bẩm tấu linh dục tú nhìn về phía vị thần chỉ trẻ tuổi trên triều đình kia cười nói kim tử quang lộc đại phu không cần đa lễ người có tấu trương gì muốn dâng văn võ đại thần trong triều đình đều để đề lộ ra vẻ hâm mộ và tán thưởng hiểu thiên cơ này là một những nhân vật nổi bật nhất trong lớp người trẻ tuổi đồng lứa chỉ mới 19 mà đã tu thành thần chỉ hơn nữa người này tài hoa xuất chúng sư phạm thoát tục bất kỳ sự vụ gì cũng có nhận định linh dục tú phát hiện tài năng của hắn dần dần rất xem trọng hắn bây giờ đã để bạt đến chức vụ kim tử quang lộc đại phu chức quan tam phẩm tuy chỉ là quan văn không có thực quyền nhưng địa vị đã rất cao hiểu thiên cơ lấy tấu trương ra trầm giọng nói thần muốn bẩm tấu vụ án đốc tạo sưởng giang lăng gian lận đốc tạo sưởng giang lăng vệ dung hắn ỷ mình là con cháu của vệ quốc công lại dựa vào quan hệ của hắn với quốc sư mục thiên tôn và tiền quốc sư giang bạch khuê nhận hối lộ dùng thần kim thần liệu loại kém thay thế cho loại thượng hạng vì việc tư làm rối loạn kỳ cương giang lang đốc tạo xưởng rèn đúc rất nhiều thần binh loại kém đưa đến thiên đình bị tạo phụ cung tra ra tạo phụ cung tức giận trả rèn lại linh dục tú khẽ cong mày nói trình lên nhưng vào lúc đó đột nhiên một mũi quang tiễn giống như cầu vồng xuyên vào triều đình thượng kinh bắn vào sau đầu hiểu thiên cơ âm uhm, Quy năng vô cùng kinh khủng nổ tung trong đầu hiểu thiên cơ hiểu thiên cơ nát vụn ngay tại triều đình trên triều đình Văn võ bá quan phẫn nộ, dồn dập phi thân lên, từng tòa thiên cung bay ra bảo vệ lấy linh dục tú. Chỉ thấy mũi quang tiễn kim nổ tung hiểu thiên cơ tới tan xương nát thịt, nhưng làm người ta sợ hãi là nguyên thần của hiểu thiên cơ vẫn còn ở đó. Mũi tên kia dừng ở sau đầu nguyên thần của hắn, thế mà không thể xuyên qua nguyên thần của hắn. Một trận kinh thiên động địa bỗng chốc nổ ra trong đại điện, nguyên thần của hiểu thiên cơ càng lúc càng to, càng lúc càng cao lớn, chia năm sẻ bảy kim loan điện, đó là đế uy ngất trời. Văn võ bá quan vội vàng giúp linh dục túi lùi về sau, vội vã rời đi, mục thiên tôn, nguyên thần của hiểu thiên cơ cắn răng, tức tới bật cười, đột nhiên vệt sáng thứ hai xuyên vào, bắn lên trên mũi tên thứ nhất, kích phát uy năng của mũi tên thứ nhất, hiểu thiên cơ bị hai mũi tên kéo bay lên, bay ra khỏi thượng kinh, sau đó là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư, mũi tên thứ năm, liên tục năm mũi quang tiễn cùng bắn về một điểm trên cơ thể hắn, đó chính là sau đầu. Văn Võ Bá Quan vừa mới giúp Linh Dục Đế chạy trốn vào sau hậu cung thì thấy bầu trời phía bắc đột nhiên trở nên vô cùng sáng chói, giống như giữa trời có hàng ngàn hàng vạn mặt trời cùng bạ phát, cùng phong thét gào bao phủ bầu trời, giữa bầu trời vốn có mây, bỗng nhiên một đợt chấn động khủng bố san bằng sạch sẽ, Linh Dục Đế hoàn toàn biến sắc, đẩy lùi Bá Quan, quát lên, lập tức dựng đại trận phòng ngự của thượng kinh lên, ngăn cản dư âm chấn động, cùng lúc đó, Địa Đức Thiên Cung, Văn Đạo Viện Hiểu sơ giác mang theo một chồng sách cổ rất dày tới tìm trường thôn tô mạc già, cười nói, viện trưởng, ta có chút nghi vấn không hiểu, chính là mấy loại kiếm phục của đạo cảnh được ghi chép lại trong sách cổ này, còn có 12 thức kiếm, từ đầu đến cuối ta đều không hiểu. Bên trong văn đạo viện, những người có năng lực đều tập trung lại, đám người địa đức nguyên quân công tôn yến, vân La đế ngụy tùy phong, trưởng thôn tô mạc già và vân quyền thư, ngọc thần tử, đều là những thiên tài khó tìm trong thiên hạ. Lúc này, trưởng thôn đang đánh cờ cùng với thái tử U Minh tiện thể thảo luận về thần thông kiếm pháp ngọc thần tử ngồi ở bên cạnh xem trận đấu hiểu sơ giác bước tới trưởng thôn đứng dậy làm rối loạn thế cờ cười nói mọi người vị này là hiểu sơ giác là một tuyệt thế thiên tài mà ta mới phát hiện ra gần đây là một người thông thạo kiếm đạo thái tử u minh không vui khàn giọng nói ngươi cái người này chơi cờ thua thì dùng mánh khóe ngọc thần tử ngươi nói cho ta biết ai là người thắng ván này ngọc thần tử khiêm tốn nói tài đánh cờ của ta thấp không nhìn ra được quả thật hiểu sơ giác là một kỳ tài kiếm pháp hắn đã từng gặp đạo chủ lâm hiên chỉ mất nửa năm để lĩnh hội chương 17 trong kiếm đạo của đạo môn ta đạo chủ lâm hiên cũng hết lời ca ngợi hắn thái tử u minh đánh giá hiểu sơ giác một lượt lợi hại như vậy sao khá giống với biểu hiện của giang bạch khuê năm đó trường thôn cũng rất hài lòng với hiểu sơ giác nhận lấy chồng sách từ trong tay hiểu sơ giác nói tố chất và năng lực của hiểu sơ giác đều rất tuyệt vời năm đó giang bạch khuê cũng học kiếm đạo học phật pháp tất cả đều dễ như trở bàn tay cái gì cũng thông thạo, vì vậy năm đó hắn mới có thể trở thành kiếm thần. Thái tử U Minh nhớ tới tần mục, hiếu kỳ hỏi, có thể so với Giang Bạc Khuê, vậy thì tư chất phải thuộc hàng thánh nhân 500 năm có một rồi. Vậy so sánh tư chất và năng lực của hiểu sơ giác với mục thiên tôn thì sao? Mục thiên tôn cũng là thiên tài kiếm đạo, ta từng được chiêm ngưỡng kiếm pháp của hắn rồi, rất lợi hại. Ta nghe nói kiếm thức thứ 18 và kiếm thức thứ 19 đều là do hắn khai sáng. Tư chất và năng lực của Mục Nhi không được coi là xuất sắc, kém hơn giang bạch khuê và hiểu sơ giác một chút, trưởng thôn nói, sở dĩ hắn mạnh, mạnh bởi vì hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, hễ là những thứ chưa biết thì đều sẽ nghiên cứu một chút. Trường thôn mở sách cổ, chỉ thấy những sách cổ này đều là tác phẩm của hắn, thứ hắn viết đều là những giải thích về hai mươi chiêu thức kiếm và phương diện lĩnh vực kiếm đạo. Mặc dù hiểu sơ giác là thiên tài tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ của diên khang, nhưng suy cho cùng thì vẫn còn non trẻ, mà công pháp kiếm đạo của diên khang thay đổi từng ngày, học được cái cũ thì cái mới lại ra đời cho dù là trong thời gian ngắn cũng khó mà học xong, đặc biệt là kiếm đạo. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim, kiếm pháp thần thông của Diên Khang đâu chỉ lên tới con số hàng tỷ, trình độ trên kiếm đạo cũng rất kinh người, trong đó lợi hại nhất là viện trưởng Tô Mạc Già của Văn Đạo Viện, lão sư nhập môn kiếm đạo của Mục Thiên Tô năm đó. Kiếm đạo của trường thôn Tô Mạc Già đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có sau khi khai hoàng Chu Du đến Diên Khang, mang 20 triệu thức kiếm chuyển lại cho nơi ấy, đặc biệt là sau khi đạo cảnh được truyền bá đến Diên Khang hắn đã tiến bộ lên rất nhiều hắn có thể trở thành viện trưởng của văn đạo viện cũng bởi vì hắn viết sách truyền đạo một quyền hiểu biết về cơ sở kiếm thức giải thích rất rõ ràng về chiêu kiếm thứ nhất đến chiêu kiếm thứ hai người ngoài ra hắn còn có kiếm điển kiếm vực cũng như các cuốn sách đạo cảnh đạo vực hợp tác với đồ tể người điếc nếu như cuốn sách này được đưa vào những thập niên trước sợ rằng cũng đủ gây náo loạn thiên hạ thậm chí nếu như cầm đến thiên đình hiện tại cũng đủ gây ra một trận mưa máu gió tanh nếu nó chuyển đến chư thiên vạn giới không biết sẽ gây ra bao nhiêu vụ giết người kinh hoàng. Tuy nhiên nó lại được lưu truyền bởi đám người trưởng thôn, không cấm người khác đọc, miễn là đi học ở học viện học cung, chỉ cần có bản lĩnh là có thể vào bên trong thư viện để tham quan học tập. Còn việc có thể học được hay không, có thể vào được đạo cảnh hay không, có thể vào lấy kiếm nhập đạo hay không, có thể tu luyện đạo vực hay kiếm vực hay không, tùy thuộc vào bản lĩnh cá nhân. Vị thần chỉ thiếu niên hiểu sơ giác này đã đến văn đạo viện được hơn một năm, thiên phú kiếm đạo cao đến kinh ngạc, nhưng cho dù là vậy, Hắn cũng không học được đến chiêu kiếm thứ 20, cũng chưa lĩnh hội được kiếm vực, vậy nên mới xin trưởng thôn chỉ dạy, trưởng thôn mở cuốn sách cổ ra, tìm chiêu thức kiếm thứ 20, nói: "Chiêu kiếm thứ 20 được sáng tạo bởi Khai Hoàng Tần Nghiệp, hắn đã lĩnh hội được chiêu kiếm thứ 20 từ trong chiêu kiếm thứ 18 và chiêu kiếm thứ 19, ngươi học được chiêu kiếm thứ 18 thì đã hiểu rồi, chỉ cần học được chiêu kiếm thứ 19 là có thể lấy kiếm nhập đạo, trong thiên hạ, có thể học đủ chiêu kiếm thứ 19, cũng chỉ có trăm người trong số trăm triệu thần thông giả." nhưng tu được chiêu thức kiếm thứ 20 thì cần yêu cầu cao hơn, hắn yêu cầu là trước phải tu thành kiếm vực, đạt được lĩnh vực kiếm đạo mới có thể luyện thành chiêu kiếm thứ 20. Ngay khi hắn nói ra, Ngọc Thần Tử, Thái Tử U Minh và những người khác cũng không khỏi ngỡ ngàng. Thái Tử U Minh lầm bầm nói, Tô Lão Đệ, không phải cuốn hiểu biết về cơ sở kiếm thức của người là cuốn cơ bản nhất hả? Vì sao phải tu luyện kiếm vực trước mới có thể luyện thành quyền hiểu biết về cơ sở kiếm thức này? Sai rồi, trường thôn cười nói, muốn học được hiểu biết về cơ sở kiếm thức, bắt buộc phải luyện cuốn sách kiếm vực trước mà muốn học được kiếm vực trước hết phải học cuốn kiếm điển mà muốn học được kiếm điển trước tiên người bắt buộc học một nghìn hai trăm tám mươi hai cuốn sách cổ kiếm đạo mọi người đều kinh hãi trường thôn cười nói nhưng sơ giác đã lấy kiếm nhập đạo rồi nền tảng căn bản trước đó đã rất vững thứ hắn thiếu không phải là nền tảng cơ bản mà là sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về kiếm đạo mà điều này cần một vị bậc thầy kiếm đạo hàng đầu chỉ điểm hắn rút kiếm nhẹ nhàng nói hiểu sơ giác để ta đến làm đá mài dao cho ngươi giúp ngươi tiến bộ hơn trong kiếm đạo rút kiếm đi hiểu sơ giác cuối người hành lễ lùi một bước ngang nhiên rút kiếm kiếm quang lao thẳng lên trời kiếm đạo của hán uy nghiêm tuyệt thế mang theo phong thái bất phàm tượng như muốn thống trị thiên hạ khống chế mạnh mẽ thái tử u minh và ngọc thần tử đồng thanh gieo hò tán thưởng nói thật là khí phách ngay lúc này một mũi tên bay đến ba người còn chưa kịp phản ứng tia sáng của mũi tên này đã xuyên thủng kiếm của hiểu sơ giác bắn vào mi tâm của hắn. Bùm, cơ thể của hiểu sơ giác nổ tung, không còn thân xác trói buộc, nguyên thần đột nhiên bành trướng giống như vị đại đế đích thân thống trị thiên đế. Mũi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, lần lượt phóng đến, tốc độ nhanh đến mức gần như người khác không phản ứng kịp. Dù sao thái tử U Minh là kẻ đạt đến cảnh giới đế tọa sớm nhất, không nói lời nào, lấy nguyên thần huyền vũ ra, đang định ra tay chặn mấy đứa quang tiễn tiếp theo. Chỉ thấy nguyên thần trong cơ thể hiểu sơ giác bùng nổ, không khỏi ngây người, thất thanh nói, thiên đế thanh kiếm của trưởng thôn đã xuyên qua mũi tên thứ hai nghe thấy lời này đột nhiên dừng lại trong lòng không khỏi kinh hãi Nguyên thần của thiên đế hiểu sơ giác này là ầm 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 bốn mũi tên còn lại ghim lên trên trán nguyên thần của thiên đế trên bầu trời phát ra bốn tiếng nổ lớn liên tiếp nhau tiếng này còn vang hơn tiếng kia đột nhiên bên ngoài địa đức thiên cung bùng lên dao động đáng sợ năm việt quang tiễn bắn hiểu sơ giác bay ra khỏi địa đức thiên cung sức mạnh hoàn toàn bùng nổ hào quang chiếu sáng cả địa đức thiên cung gần như không có bất kỳ góc tối nào trong địa đức thiên cung từng cường giả diên khang ào ào bay lên ngạc nhiên nhìn ánh sáng chói lóa phía xa phát ra trong lòng kinh hãi khó hiểu địa đức nguyên quân công tôn yến đè bàn tay xuống lá xanh che kín bầu trời bảo vệ địa đức thiên cung và bà tính trên mặt đất tâm trí nàng hơi dao động nhìn phía xa của thượng kinh và hạ kinh ở diên khang nơi đó có một luồng uy năng kinh khủng bạo phát công tôn yến thúc giục chân thân của mình cành nguyên mộc lắc lư bảo vệ toàn bộ thượng kinh và hạ kinh nói xảy ra chuyện gì vậy kẻ nào đã tấn công thượng kinh và địa đức thiên cung ở diên khang không một ai có thể trả lời hắn đột nhiên ngọc thần tử bay lên đến trước mặt với công tôn yến cúi đầu nói bẩm nguyên quân chuyện này có thể là phân hồn chuyển thế của thiên đế tìm đến diên khang chiếm lấy thành quả của biến pháp thiên tôn của thiên đình phát giác vì vậy vị thiên tôn kia bắn giết thế thân chuyển thế của thiên đế không liên quan đến diên khang của ta công tôn yến thở phào nhẹ nhõm nói nếu đã không liên quan đến diên khang vậy không cần phải truy cứu các người cứ làm việc của mình đi, mọi người đồng ý. Cảnh tượng này thật sự làm người khác chấn động, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại được. Nơi biên cung phía Bắc Diên Khang, một ánh đỏ đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Bên trong ánh đỏ ấy là hai du hồn, một là địa hồn, một là thần hồn. Cả hai du hồn đều vô cùng thê thảm, bị tần mục bắn thủng cả trăm ngàn lỗ. Cũng may hai hồn này của thiên đế rất mạnh, không hề bị bắn đến hồn bay phách tán. Nhưng mà nguyên khí của địa hồn và thần hồn thuộc về thái sơ thiên đế cũng đã bị thương nặng. Hai hồn này vốn là chuyện của Diên Khang kiếp bạo phát 19 năm trước đó, vì để thiên đế ra tay giúp đỡ Diên Khang vượt qua kiếp nạn này, Tần Mục đành phải chấp nhận điều kiện của thiên đế, trù hồn cho hắn. Khi đó, hai hồn của thiên đế đã nát vụn thành linh hồn hắc xa. vì tái tạo lại hai hồn này, Tần Mục không tiếc mượn sức từ thiên công và thổ bá, liên tục dập đầu với thiên công và thổ bá, như vậy mới có được sức mạnh của thiên công và thổ bá. Thậm chí việc tái tạo lại hai linh hồn còn nguyên khí của Tần Mục bị thương nặng, kiệt sức đến mức hôn mê. Tuy nhiên, sau khi hai hồn của thiên đế được tái tạo lại hắn không hề ở lại diên khang kiếp để ra tay bảo vệ diên khang cho nên diên khang kiếp vẫn bạo phát vô số người dân và thần thông giả thương vong sau khi thiên đế có được quyền thống trị nguyên giới lúc này hắn mới ra lệnh cho các vị thần trên thiên đình ngừng nhắm vào diên khang cho phép diên khang tiếp tục tồn tại có điều hắn vẫn lật lọng ra lệnh cấm biến pháp trấn áp diên phong đế và quốc sư diên khang giang bạch khuê giết chết thái tự linh ngọc thư một loạt các thủ đoạn đẫm máu của hắn đẩy diên khang rơi vào nỗi kinh hoàng khi đó tần mục không có hồn phách linh hồn của hắn đã được giao cho ca ca là tần phượng thanh chỉ còn lại thần thức bất diệt và thân thể là một cái xác không hồn tần mục ra sức bảo vệ diên khang điều này là để đổi lấy tương lai của diên khang cũng đúng vào lúc đó địa hồn và thần hồn của thái sơ thiên đế cũng được chuyển thế đến diên khang tần mục không hồn không phách đi lang thang phải mất 2 đến 3 năm mới lên được thiên đình mà bây giờ tần mục đã 16 tuổi sắp 17 rồi bởi vậy hắn kết luận chuyển thế của thái sơ thiên đế đến diên khang đã 19 tuổi mục thiên tôn là hạng người dối trên gạt dưới ác độc nham hiểm ám sát chuyển thế của ta không thể tha thứ cho hắn được địa hồn và thần hồn của thiên đế quấn lấy nhau trong không trung vô cùng tức giận ta dung túng cho hắn quá không ngờ rằng hắn lại láo sợp như vậy nguyên đô là lãnh địa của ta hắn ngắc ngoài dưới mái nhà ta vậy mà còn dám láo sợp như vậy không thể dung túng cho hắn được ban đầu nguyên giới có tên là nguyên đô về sau địa mẫu đã đổi tên thành nguyên giới chứng minh là lãnh địa của nàng tuy nhiên trong miệng một số cổ thần nguyên giới vẫn được gọi là nguyên đô hắn có thể tìm đến ta chắc hẳn hắn phải sử dụng sinh tử bộ của thổ bá ngoài ra trong tên ta còn phải có một chữ hiểu xem ra sau này không thể dùng chữ hiểu này nữa được rồi thái sơ là cái tên thái đế đặt cho hắn mà hiểu là do chính hắn đặt tên cho bản thân thậm chí hắn còn rất ghét cái tên thái sơ này bởi vậy mỗi một lần chuyển thế trong tên của hắn đều phải có một chữ hiểu cố hiểu sơ hiểu hiểu vị tô hiểu thiên cơ hiểu sơ giác đều có một chữ hiểu Đột nhiên bầu trời bên ngoài truyền đến một đợt chấn động dữ dội, từng thần nhân cao to hạ xuống từ bầu trời nguyên giới, không hề đi qua cầu linh năng đối thiên mà đáp thẳng xuống, năng lượng cường đại của những thần nhân cao to này nghiền ép từng cây cầu linh năng đối thiên trong nguyên giới, khiến chúng không ngừng tuôn trào ra thứ linh năng to lớn vô song, duy trì sự cân bằng năng lượng của nguyên giới. Sau khi những thần nhân này đáp xuống, chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện từng chiếc lâu thuyền đại hạm tiến vào nguyên giới khiến cho linh năng của cầu linh năng đối thiên càng tuôn trào mãnh liệt khi thần khí ngự thiên tôn và nguyên mộc của hiểu thiên tôn trấn áp nguyên giới không một ai dám to gan làm ra hành động đại nghịch bất đạo nào thế nhưng thần khí ngự thiên tôn và nguyên mộc biến mất nguyên giới hiện tại không có chủ bởi vậy chúng sinh trên thiên đình đứng ngồi không yên không nhận được mà vươn tay về phía nguyên giới nguy rồi ta bị người thiên tôn trục xuất chưa chắc nguyên đâu này có thể giữ được hai thần hồn giật mình vội vàng ẩn náu lo sợ bất an trận chiến khốc liệt tối hôm qua gây ra động tĩnh quá lớn Mặc dù việc ta dùng nguyên mộc để phong ấn nguyên đô khiến cho thiên đình không có cách nào chú ý tới đại chiến của nguyên giới, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ phái cường giả tới dò xét. Thấy ta biến mất, nhất định những kẻ gian xảo biết cách lợi dụng thời cơ sẽ nắm lấy cơ hội này, chiếm đoạt nguyên đô. Bên trong từng chiếc lâu thuyền trên bầu trời, một đàn hắc khuyển eo nhỏ chân dài đột nhiên tung người nhảy ra hệt như một cơn lũ, chạy nhảy khắp nơi. Hạo Thiên khuyển, trong lòng hai thần hồn của thiên đế càng thêm sợ hãi, số lượng hạo thiên khuyển của thiên đình rất nhiều hơn nữa chúng đều rất giỏi trong việc tìm người và lại đám hạo thiên khuyển này nắm rõ toàn bộ thần bộ doanh trong lòng bàn tay chỉ sợ tất cả thần bộ trong thần bộ doanh đều sẽ bị điều động nhưng mà để có thể huy động toàn bộ thần bộ chắc chắn quyền thế của kẻ đó phải áp đảo thấp nhất cũng là tồn tại cấp bậc như tứ đế hạo thiên khuyển lao xuống từ trên trời càng ngày càng nhiều đánh hơi xung quanh còn có hạo thiên khuyển lao thẳng đến vầng trăng lưỡi liềm trên nền trời hóa thành cực thú hồng hoang ngoác miệng định ăn mất mặt trăng của nguyên giới trên vầng trăng kia có thần nữ nàng ta vung một kiếm đạo quang chém bay đầu chó những con hạo thiên khuyển khắc vội vàng bỏ chạy đúng lúc này bầu trời đột nhiên sáng lên từng tốp tam túc kim ô kéo xe kéo kim sắc vào nguyên giới từng con kim ô khổng lồ kéo xe hỏa lực hừng hực biến thành từng vầng mặt trời nhỏ liên tục quay tròn cuồn cuộn chạy qua trên nền trời của nguyên giới đội quân kim ô dưới chướng đại nhật tinh quân trong lòng hai thần hồn của thiên đế càng thêm sợ hãi đội quân kim ô là vệ quân thân cận dưới trướng của tổ thần vương do đại nhật tinh quân đan phượng lai chỉ huy ánh mắt của đám kim ô này rất sắc bén cũng là giống loài nhìn thấu mọi việc chắc hẳn mục đích của đội quân kim ô này là tìm kiếm tung tích của hiểu thiên tôn lần này nguy rồi trong lòng hai thần hồn của thiên đế lo sợ mục thiên tôn lại làm chuyện tốt rồi đột nhiên một con mèo trắng đáp xuống từ trên trời nhảy vọt như bay trên không trung nhảy qua nhảy lại trên xe kéo của đội quân kim ô chạy cũng nhanh như chớp những người trong đội quân kim ô đó giận mà không dám nói gì mèo trắng lại nhảy lên lưng của hạo thiên khuyển mắt mèo nhìn chăm chăm quan sát xung quanh ngọn núi của nguyên giới hai thần hồn của thiên đế không khỏi run sợ con mèo trắng tiểu thất kia là một mỹ nam từ bên trong thiên đình đồng thời cũng là nhân tình của nghiên thiên phi hiện tại nghiên thiên phi thả mèo trắng ra không nói cũng hiểu mục đích chính là để tìm hiểu thiên tôn tiện phụ ác độc để nhân tình tới giết ta hai thần hồn của thiên đế nhanh chóng bỏ chạy bầu trời càng thêm sáng hơn hiện tại là ban ngày nhưng mà giữa ban ngày trên trời lại hiện ra rất nhiều ngôi sao bên trên hàng vạn ngôi sao từng thần nhân tôn kính đứng trên vì sao tay phải đặt lên trán nhìn quanh nguyên giới những thần nhân kia là thần tướng trấn thủ tinh đồ trong thiên đình phần lớn đều là tướng lĩnh của thần tộc thân nhãn lúc này ngay cả những thần nhân này cũng được phái tới trong lòng hai thần hồn của thiên đế bỗng nhiên trầm xuống như rơi xuống vực sâu có thể huy động tất cả các thần nhân trong toàn bộ thiên đồ nhất định là tồn tại trong số 10 thiên tôn mấy kẻ này dậu đổ bìm leo cả hiện tại hiểu thiên tôn bị trục xuất những kẻ này đều đến để tranh thủ cơ hội hai thần hồn của thiên đế đang bám vào một thân cây đột nhiên trên bầu trời vang lên giọng điệu giả dích gọi đại hồng đại hồng chỉ thấy đó là một con thanh điểu khổng lồ vỗ cánh bay tựa như một đại lục đang trôi lơ lửng từ khi nào mà lão già hồng thiên tông này lại tích cực thế hai thần hồn của thiên đế đang giận dữ song lại không thể làm gì chờ hồng thiên tôn bay xa lúc này mới tiếp tục tiến lên thầm nghĩ ta phải mau chóng chuyển thế hiện tại thần hồn và địa hồn của ta bị thương bắt buộc phải tìm một thân xác của người trẻ tuổi để che giấu khí tức của hồn phách ở nơi trục xuất không gian hỗn loạn hiển thiên tôn mang theo nguyên mộc rơi xuống bên trong mê cung của không gian chỉ thấy không gian vũ trụ không trọn vẹn to to nhỏ nhỏ bốn phía va chạm nhau hắn đang ở trung tâm của không gian hỗn loạn này không thể nào nhìn thấy toàn cảnh nơi đây nếu như hắn đứng ở bên ngoài tại không gian hỗn loạn này thì có thể quan sát rõ chỗ sâu nhất trong không gian cũng có thể nhìn thấy một huyền không giới bên ngoài không gian nơi đó là lãnh địa của dư tộc xích minh là thời không kỳ lạ do nhục thân của xích hoàng biến thành năm đó xích hoàng cảm nhận được sức mạnh và sự khủng bố của khu vực ngoài thiên đình vì tìm kiếm một đường lui cho nhân tộc hắn đã xuyên qua thời không tìm kiếm sinh cơ cho tương lai hắn đã tìm thấy nơi đây nhưng mà tại thời điểm đó xích hoàng đã bị trọng thương bởi không gian hỗn loạn nguy hiểm này ngay lúc sắp chết hắn hóa thân thành huyền không giới thả bất diệt thần thức của bản thân ra để đi báo tin cho tổng nhân của mình huyền không giới nằm ở bên ngoài của không gian hỗn loạn nhưng bây giờ nó lại là vùng trung tâm nơi hiểu thiên tôn bị vây hãm hiểu thiên tôn nhìn xung quanh nhíu chặt lông mày ban đầu hắn nghĩ rằng người thiên tôn chỉ trục xuất hắn tới một nơi sâu thẳm của vũ trụ nhưng hắn lại không ngờ được rằng nơi mà người thiên tôn dùng để trục xuất ấy thậm chí hắn còn chưa từng đến cũng chưa từng nghe qua không gian ở nơi này rất rối loạn hắn đang đứng trong một thời không kỳ dị hắn chỉ thấy nơi này không hề phân chia trên dưới không hề phân biệt trái phải những không gian khác cách đó không xa đang bay tới khiến hiểu thiên tôn cảm thấy sợ hãi kinh ngạc thân thể của hắn bị không gian bóp méo giống như là một con đại mãng xả quanh có khúc khuỷu bị kéo dài đến trăm ngàn dặm đợi đến không gian kia lướt qua hắn mới trở lại như bình thường cho dù thế nào cũng phải rời khỏi đây hắn vừa định cất bước một không gian hình chóp tám cạnh rơi xuống từ trên đỉnh đầu của hắn hiểu thiên tôn lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn hắn nhìn thấy mình bị chia thành tám thân thể tám thân thể hoàn chỉnh thậm chí bao gồm tám nguyên thần hoàn chỉnh nhưng mà đau đớn cũng truyền đến từ cơ thể này đến cơ thể khác trên thế giới này không hề có thứ kỳ lạ nào có thể khiến thiên tôn bị thương hắn cưỡng ép thôi thúc tu vi mạnh mẽ hợp thân thể lại chống lấy nguyên mộc rồi bước đi không hề có mục đích đột nhiên hắn thấy được phía sau đầu của mình đây là tác dụng của một không gian khác hắn không chỉ thấy được phía sau đầu của mình thậm chí thấy được lục phủ ngũ tạng của mình bộ óc của mình còn thấy được cả những dao động tư duy trong đầu của bản thân tư duy ý thức giống như vũ trụ mênh mông vô số hào quang tư duy tỏa sáng hệt như bầu trời đầy sao lấp lánh dường như thân thể của hắn là không có biên giới bên trong vô cùng rộng lớn không gì có thể vây khốn được thiên tôn vây khốn ta hắn tăng cường tu vi lên tới cực hạn thân thể lại khôi phục bình thường trên đường đi hắn đã trải qua rất nhiều biến cố kỳ dị nhưng mà dường như mê cung trong không gian này không bao giờ kết thúc không có điểm cuối cùng hiểu thiên tôn bình tĩnh lại đột nhiên thôi thúc nguyên mộc những chiếc lá của nguyên mộc bay lên lao về phía những mảnh vỡ bên trong không gian kỳ dị đó từng sự dễ của nguyên mộc kéo dài bốn phương tám hướng cốc nguyên mộc này nâng đỡ chư thiên vạn giới trong nguyên giới tuy đi tới nơi này nhưng uy năng cũng không giảm đi chút nào đây là cái giá phải trả để hiểu thiên tôn sống sót rời khỏi nơi này cho dù không gian hỗn loạn này cho dù chỗ trục xuất phức tạp như thế nào hắn nhất định cũng có thể rời khỏi đây lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được rễ của nguyên mộc đã chạm đến thứ gì đó trong lòng không khỏi khẽ giật thót hắn lao qua gốc rễ của nguyên mộc trên đường đi xảy ra đủ loại chuyện kỳ quái suýt chút nữa đã chôn vùi hắn trong không gian hỗn loạn này hết lần này tới lần khác nhưng dù sao thì thiên tôn cũng rất mạnh mẽ vẫn gắng gượng được hắn đi tới nơi mà gốc rễ của nguyên mộc chạm đến nơi đó có một lục địa chưa bị phá hủy hoàn toàn, cũng không quá lớn, phạm vi chỉ có 30 hoặc 50 dặm, trôi lơ lửng ở trong không gian hỗn loạn, mãi không hề sụp đổ. Bên trong mảnh lục địa tràn ngập khí tức khiến người khác đau khổ đến mức tử vong, ngay cả sợi rễ của nguyên mộc đi tới nơi này cũng đột nhiên khô héo. Hiểu thiên tôn cảm nhận được loại đau buồn này, không phải là do thần chỉ để lại, mà là đau buồn do đại đạo khắp trời đất để lại, là lời than thở mà đại đạo phát ra trong lúc chết đi, hắn thu nguyên mộc về. Cẩn thận đáp xuống lục địa cổ xưa có một không hai này, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Khí tức của đại đạo tử vong ở nơi này khiến hắn cảm thấy kinh hãi, cho dù hắn là Thái Sơ trong Tiên Thiên Ngũ Thái, trong lòng cũng khó tránh việc tràn đầy sợ hãi với nơi này, nhưng dù sao hắn cũng là đã từng thiên đế, bây giờ là thiên tôn, hắn vẫn cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng, kiềm chế tâm ma, tiếp tục tìm kiếm bí mật của nơi này. Loại đại đạo buồn bã này khiến đạo tâm của hắn cũng buồn bã theo, bất giác nước mắt lưng tròng mà loại đại đạo sợ hãi này cũng khiến cho hắn hoảng loạn, đâm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Cuối cùng, Hiểu Thiên Tôn cũng đã nhìn ra được nguồn gốc của đại đạo buồn bã sợ hãi này, đó là một cái cây cực kỳ cổ xưa, thô to, tán cây khổng lồ, nhưng mà hoàn toàn không còn cành lá, chỉ còn lại cành vào thân cây khô héo, nó đã bị lật ngược, nằm nghiêng trên đất, sợi rễ cũng đã khô héo hoàn toàn, cành của nó bị gãy rất nhiều, dường như những cành đen khô héo đó sẽ vỡ tan chỉ với một cú chạm, nhưng mà điều khiến Hiểu Thiên Tôn sợ hãi chính là ngay cả khi cái cây này đã trở nên như thế này nó vẫn có thể canh giữ lục địa này sở dĩ tại sao lục địa này có thể được bảo tồn trong không gian hỗn loạn này không bị phá hủy bởi mảnh vỡ không gian cổ quái ở đây đó là tác dụng của cái gốc cây khô này còn có bảo thụ cường đại hơn cả nguyên mộc ư hắn lấy lại bình tĩnh lúc này mới chú ý thấy trên cành cây có một quả khô nhăm nhúm thứ quả kia đen nhánh phía trên có rất nhiều hoa văn không thể nào thấy rõ hết hiểu thiên tôn ngây người hắn đã từng nhìn thấy loại quả này đây là đạo quả khi thái đế lạc ấn thần thức của mình tại hư không trung cực đại đạo hình thành lên thần thức đại la thiên khi đó hiểu thiên tôn vẫn là thái sơ là con trai trên danh nghĩa của thái đế ngay lần đầu gặp gỡ hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ thần thánh hắn thấy được sự hình thành của thần thức đại la thiên thấy được thái đế hóa thành một gốc đạo thụ trong đại đạo đại la thiên đạo thụ mọc dễ nảy trồi đâm cành chậm rãi sinh trường phát triển thành một cây đại thụ thần thức đại la thiên sừng sững chọc trời hơn nữa thái sơ còn chứng kiến đại đạo thần thức của thái đế nở đạo hoa trên cây kết thành đạo quả tuy rằng chỉ là một quả xanh chát nhưng vẫn mang đến cho hắn một chấn động không gì sánh được mà cái gốc cây khô trước mắt này rõ ràng nó cũng là một cây đạo thụ vô cùng mạnh mẽ tồn tại lạc ấn trong hư không trung cực cái thứ quả khô quắt nhăn nheo kia chính là đạo quả không đúng không đúng hiểu thiên tôn khó mà áp chế khiếp sợ trong lòng thất thanh nói thái đế là sự tồn tại duy nhất lạc ấn đại đạo của bản thân tại hư không trung cực không có người thứ hai có thể làm điều đó trong hư không trung cực chỉ có thần thức đại la thiên của hắn làm sao có thể có người thứ hai lạc ấn hư không trước thái đế hơn nữa còn kết thành đạo quả đạo quả này là một đạo quả trưởng thành ngay cả khi nó bị thu nhỏ lại nó cũng vẫn lớn hơn đạo quả của thái đế rất nhiều sự tồn tại như vậy im hơi lặng tiếng chết ở nơi này khiến hắn không khỏi dùng mình hiểu thiên tôn lấy lại bình tĩnh đi đến đạo quả kia u đô thổ bá và thần khí ngự thiên tôn của hư thiên tôn đối đầu với nhau Hiển nhiên hư thiên tôn nhận thức được chuyển động bất thường của u đô phát giác có cơ hội đối phó với thổ bá lúc này mới điều khiển thần khí ngự thiên tôn u thiên tôn nhìn thấy từ xa như mày tần Mục cười nói hiện tại chúng ta cũng có thần khí ngự thiên tôn cho nên không cần sợ hư thiên tôn làm gì u thiên tôn đồng ý xé đám giấy vàng trên thần khí ngự thiên tôn của hiểu thiên tôn khống chế thần khí ngự thiên tôn thần khí càng lúc càng lớn càng ngày càng cao có thể so sánh với thần khí ngự thiên tôn của hư thiên tôn hư thiên tôn thế thế lập tức thu liễm khí tức u thiên tôn dự định đưa thần khí ngựa thiên tôn đã bị phá hủy cho nàng thổ bá lớn giọng thốt lên nhân thánh vương không cần phải như vậy u thiên tôn đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn huyết chiến một trận với hư thiên Tô, thong thả lái thuyền giấy vào mi tâm của thổ bá ở nơi đó nguyên thần của thổ bá đã đợi bọn họ sẵn u thiên tôn neo thuyền giấy và buộc lại cẩn thận tần mục lếp nhìn hắn trong lòng có chút không vui dược sư thấp giọng nói nơi này là u đô u thiên tôn cũng cẩn thận như vậy sao không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ trộm nhung nhớ trước kia không buộc cẩn thận bị người ta lấy cắp mất một chiếc u thiên tôn nói tần mục hừ lạnh một tiếng keo kiệt không phải ta chỉ mượn một lần thôi à cũng chẳng phải không trả lại cho ngươi u thiên tôn quay sang dược sư nghiêm túc nói giấy vàng của ta cũng bị người kia trộm sư sư tràn đầy đồng cảm quả thực thôn bọn ta có hai kẻ trộm nhìn thấy đồ tốt thì không thể bỏ đi ngay cả ta cũng bị hán bọn họ rất mũi nhiều lần bọn họ đi vào cung điện trong mắt thổ bá nguyên thần thổ bá chào người thiên tôn nói thương thế của nguyệt đạo hữu đã khỏi hẳn khôi phục lại thần thái phong phạm năm đó thật đáng mừng nguyệt thiên tôn đáp lễ không dám thổ bá trượng nghĩa ra tay tương trợ nguyệt khắc ghi trong lòng không cần bận tâm về chuyện đó giọng nói thổ bá hùng hồn lần này là nhờ mục thiên tôn tự mình mở cổng thừa thiên để kết nối u đô với dương gian kinh động nhân thánh vương hắn cố ý dùng giao tình giữa hắn với nhân thánh vương tới đây uy hiếp ta cũng không thể trơ mắt nhìn nhân thánh vương bị thương tổn cho nên dù bị hán uy hiếp nhưng cũng không thể không ra tay tương trợ nguyệt đạo hữu không cần phải để tâm món nợ này ta đã ghi cho mục thiên tôn tần mục hậm hực nói đúng là thổ bá nhìn rõ mọi việc hành xử công bằng là chức trách của ta không dám lười biếng thổ bá nói nhân thánh vương bảo vệ các loại sổ sách tốt lắm lúc nào cũng có thể lấy ra để thanh toán u thiên tôn gật đầu nói bảo vệ rất tốt tần mục không muốn nhắc lại chuyện này vội vàng nói dược sư ra ra nguyệt thiên tôn bị thương ở mặt chỗ của ngươi có loại thuốc mỡ nào tốt nhất không dược sư thầm buồn bực nói có thì có đấy thế nhưng ngươi dùng thần thông tạo hóa chữa trị cho người thiên tôn là được rồi mà cũng chẳng rắc rối là bao thương thế của u thiên tôn nặng hơn ta chữa trị vết thương cho u thiên tôn trước đã tần mục thở dài hít thở không thông hơi thở có phần yếu ớt nói ta cũng bị thương thương thế lần này rất nặng chỉ sợ vĩnh viễn không hồi phục được trong lòng dược sư càng thêm buồn bực tần mục không còn vết thương nào theo lý mà nói dựa vào trình độ y đạo và đại đạo tạo hóa của hắn tần mục đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong sinh long hoạt hổ từ lâu rồi mới đúng sao vẫn nói bản thân bị thương còn bày ra dáng vẻ có thể chết bất cứ lúc nào thế ta bị thương ở mắt tần mục thở dài một tiếng bên trong mắt dọc của ta vốn cất chứa nhiều loại bảo bối ta đấu một trận hiểu thiên tôn kết quả bị hắn dùng một chỉ đánh nát đầu ngay cả hai mắt ta cũng bị nổ nát bét mấy thứ khác còn dễ nói vỏ trứng thiên đế nguyên thạch thái cực rất dễ kiếm những cái đó đều là những vật tầm thường, không đáng giá nhắc tới. Thứ duy nhất khiến ta canh cánh mãi trong lòng chính là miếng ngọc bội đó của ta. Dược sư trượt tình ngộ, tiếc nối nói, miếng ngọc bội đó dùng sừng thổ bá luyện chế tạo thành, phía trên khắc một chữ tần, người vẫn luôn rất quý trọng nó, từ nhỏ đã mang nó trên người, cũng chưa từng rời khỏi người người. Vành mắt tần mục đỏ lên, đức nở nói, ta vẫn luôn nhớ đến thổ bá, biết miếng ngọc bội này là do thổ bá dùng sừng của bản thân luyện chế cho ta, để ta hàng phục ma tính, không đến mức mất khống chế vì ma tính, năm đó ta khởi tử hoàn sinh, lập tức để khối ngọc bội này ở trong mắt dọc, hóa thành tròng đen, không ngờ lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh nát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thần Thổ Bá, trong mắt đỏ hoe, Dược Sư cũng nhìn về phía Nguyên Thần Thổ Bá với ánh mắt mong đợi, Thổ Bá im lặng, Tần Mục rơi lệ nói, con mắt này của ta được một người xưa khen ngợi là thần nhãn mạnh nhất tổ đình, đó là bởi vì có sừng Thổ Bá hóa thành tròng đen, không ngờ tới bị Hiểu Thiên Tôn vế mất, từ nay về sau biến thành mắt bình thường thổ bá vẫn im lặng như trước tần mục cắn răng nói người đó sống bên trong đại hắc mộc mỗi ngày đều vá đại hắc sơn nếu như có cơ hội ta cũng có thể giới thiệu mặt thổ bá không có chút cảm xúc đột nhiên nói ta cho ngươi thêm một mảnh ngươi thấy thế nào tần mục thở phào một hơi dược sư cũng âm thầm thở phào thổ bá tiếp tục nói nhưng cũng không phải cho không tổ đình đã mở ta cũng có thể đến tổ đình nếu ngươi đã có thể diện như thế vậy thì giới thiệu cho ta gặp người đó một lần đi tần mục lén lút tự nhủ trong lòng thái dịch muốn gặp người nào thì có thể trực tiếp đi gặp người đó nhưng người khác muốn gặp hắn thì lại không dễ dàng như vậy nếu hắn không muốn gặp cho dù đứng trước mặt người đó người đó cũng không cách nào nhìn thấy hắn ai biết được liệu thái dịch có đồng ý gặp thổ bá hay không được mặt tần mục không đổi sắc đã như vậy thì ta cũng không cần thể diện này giới thiệu cho thổ bá nhưng ta muốn một mảnh sừng mạnh nhất của thổ bá để làm tròng đen thổ bá do dự một chút gật gật đầu có thể tần mục vui mừng quá đỗi vậy thổ bá có thể liên lạc với thiên công không ta có thể giới thiệu thiên công với người kia một chút thổ bá cau mày vung đuôi cho một cái tần mục giải thích nói tuy mắt dọc của ta có sừng thổ bá hóa thành tròng đen nhưng còn lớp rác mạc cho đồng tử nếu như có thể lấy bảo vật huyền đô làm rác mạc vậy nhất định sẽ càng thêm xuất sắc thổ bá nói ta có thể báo cho thiên công một tiếng ngươi về tổ đình trước ta và thiên công sẽ đợi ngươi giao hàng ở nơi đó tần mục yên lòng nhất định thiên công cũng có bảo vật nếu như mắt dọc của tần mục có thể hấp thu được sức mạnh thiên công và thổ bá cộng thêm vào trứng thái sơ nguyên thạch thái cực chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn trước rất nhiều đương nhiên việc quan trọng nhất chính là phải tới lấy nước trong thùng của thái dịch để nhỏ lên trên mắt u thiên tôn thấy khó hiểu tuy nói sừng thổ bá có thể tái tạo lại nhưng sừng thổ bá mạnh nhất lại được luyện thành từ đại lục tổ đình cho dù sau này âm thiên tử và khai hoàng mượn minh đô phong đô để sử dụng thì cũng chỉ là sừng do các chư thiên khác luyện thành Thổ bá lại trực tiếp dùng sừng nguyên bản chỉ vì đi gặp người trong tu bổ núi kia theo lời của tần mục, có phần giống giết gà bằng đau mổ trâu. Càng kỳ lạ hơn chính là, thổ bá còn đồng ý sẽ liên lạc với thiên công, rốt cuộc người phá núi này là ai mà có thể khiến cho hai vị này cùng nhau đi gặp hắn. Thương thế của người thiên tôn và u thiên tôn không tính là quá nặng, dược sư chẩn bệnh cho bọn họ, luyện chế linh đan để chữa trị vết thương cho bọn họ. Thổ bá đưa tần mục đi xem thần khí ngự thiên tôn của hiểu thiên tôn, khi hai người nhìn thấy vật khổng lồ này, Nguyên thần thổ bá đột nhiên thở dài, lắc đầu nói, ngự thiên tôn này không dùng được bao lâu nữa đâu, tần mục hơi giật mình, không hiểu ý hắn. Hiểu thiên tôn đã cưỡng ép dùng ngự thiên tôn thi triển cảnh giới thiên đình một cách hoàn hảo nhất, mang tới áp lực quá lớn, cấu tạo của thần khí ngự thiên tôn đã bị phá hỏng đến bảy tám phần. Thổ bá lắc đầu nói, dùng thêm một hai lần nữa, ngự thiên tôn sẽ hoàn toàn bể nát, hóa thành cát bụi, có điều quả thật cảnh giới thiên đình mạnh mẽ vô song, đợi một thời gian nữa, hiểu thiên tôn luyện thành thiên đình sức mạnh của hắn sẽ cách kiếp trước không xa. Nếu như hắn có thể tìm thấy thân thể ban đầu, sức mạnh của hắn nhất định sẽ vượt qua quá khứ. Tần Mục mở mắt dọc ở Bi Tâm ra, muốn cố gắng nhìn thấu cấu tạo bên trong của Thần khí ngựa Thiên Tôn. Chẳng qua là hiện tại mắt hắn chưa dung hợp với Thái sơ chi noãn và Nguyên Thạch Thái cực, cũng không có sừng thổ Bá, cho nên không có thị lực mạnh mẽ như vậy. Thổ Bá và Thiên Công có thủ đoạn tự bảo vệ, ngươi có hay không? Tần Mục đóng mắt dọc lại, cảm giác không cách nào nhìn thấu tất cả rất tệ. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi thiên công ẩn thân bên trong người thiên tôn, sức mạnh sâu không lường được, tất cả đều là vì để ứng phó với kiếp số trong tương lai, để triệt để thoát khỏi trói buộc cổ thần. Vậy còn thổ bá, người che giấu thủ đoạn gì? Thổi bá quay người lại nhìn hắn, tựa như là không hiểu ý của hắn, hai cái sừng trên đầu giống như dòng dung nham bùng cháy lên ngọn lửa. Tần mục đối diện với cái nhìn chăm chú của tồn tại to lớn vĩ đại này, trong lòng không hề có chút hoang mang nào, mỉm cười nói, nếu chúng ta đã là đồng minh, vậy thì có một số chuyện không nên giấu giếm với đồng minh đúng không? Thiên công có bản lĩnh của hắn, trốn thoát khỏi mọi hiểm nguy. Người là chủ nhân của Udo, là sự tồn tại ngang hàng với thiên công, sẽ không có chuyện thổ bá không có bản lĩnh tương đương chứ. Nguyên thần của thổ bá im lặng trong chốc lát, nói, ngươi cảm thấy ta nên có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Tần mục cười nói, không phải là ta cảm thấy, mà là ngươi đáng lại có, nếu như ngươi không có thì mới khiến ta kinh ngạc. Thổ bá lại im lặng trong chốc lát, nói, ta có, tinh thần của tần mục chấn động, đôi mắt sáng người có hồn nhìn hắn đợi hắn nói câu tiếp theo sau đó thổ bá lại im lặng không hề tiếp tục nói tần mục bị hắn khơi dậy tính tò mò thăm dò bản lĩnh của thổ bá là gì lúc này thổ bá mới tiếp tục nói ta giống với thiên công đều dùng bản lĩnh đại đạo u đô để thoát khỏi cái chết trong gang tấc tần mục chờ đợi trong chốc lát sau đó thổ bá lại không tiếp tục nói tiếp không khỏi tức giận hàm hàm nói ngươi thật là cái tên thần này sao ngươi nói chuyện giống như cái hồ lô bị cưa miệng vậy sao mỗi lần chỉ có thể đổ được một hạt ra thế thổ bá người ở cùng với U Thiên Tôn lâu quá nên cũng tự bế rồi sao? Thổ bá nhìn hắn một cái, chậm gì gì nói, người nôn nóng thật đấy, ta ở chung với nhân thánh vương tốt lắm, bọn ta thường ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện, tần mục không tài nào tưởng tượng ra cảnh tượng đó được, hai tên giống như cái hồ lô bị cưa miệng ở cùng nhau trò chuyện, người nói một chữ ta nói một chữ, sao mới có thể nói chuyện được với nhau chứ? Người đi theo ta, nguyên thần thổ bá đi vào trong cái cung điện, tính tò mò của tần mục lại bị khơi dậy, vội vàng đi theo hắn, trong cung điện, sư sư vẫn đang chẩn đoán cho u thiên tôn nguyệt thiên tôn nhìn thấy bọn họ vội vàng đi đến nói nhỏ thương thế của u thiên tôn rất phức tạp các ngươi đi đâu thế tần mục nhỏ tiếng nói một tiếng nguyệt thiên tôn cũng hơi tò mò nói thổ bác thần thông quảng đại chắc chắn bản lĩnh khiến người khác cực kỳ kinh ngạc hai người đi theo thổ bá đến bên cạnh ao dung nham trong cung điện nguyên thần của thổ bá đi vào trong ao dung nham hai người cũng đi theo vào dung nham chẳng hề nóng không giống dung nham lắm trái lại giống như một loại chất lỏng kỳ lạ tần mục thầm cảm thấy khó hiểu kiểu thần thánh như thổ bá cực kỳ đặc biệt hắn không có nhục thân theo khái niệm bình thường thân thể của hắn là do vô số thế giới tử vong tạo thành không có sức sống đối với một người bằng xương bằng thịt mà nói loại sinh mệnh này rất khó để giải thích thế nhưng thổ bá vẫn tồn tại trên thực tế thiên công cũng như thế thân thể của thiên công do vô số mặt trời và ánh sáng tạo thành cũng không có nhục thân theo khái niệm bình thường mà trong những cổ thần sinh ra từ đạo hai người này là kỳ lạ nhất những cổ thần sinh ra từ đạo khác ví như thiên âm nương nương và tỷ muội đế hậu họ đều có nhục thân tần mục từng nghiên cứu kỹ càng nhục thân của thiên âm nương nương và tỷ muội đế hậu cho nên hiểu rất rõ bọn họ đi qua dung nham vô tận đi vào trong cơ thể của thổ bá không gian đột nhiên trở nên rộng lớn tuy bên trong vẫn là bóng tối vô tận nhưng lại có thể nhìn thấy một chỗ có tia sáng chẳng qua tia sáng quá nhiều quá chói lòa thôi tần mục mở mắt dọc ở mi tâm nhìn thẳng về phía đó cảnh tượng nhìn thấy được khiến hắn cảm thấy kỳ lạ Hắn thấy những tia sáng kia là những sinh linh vô cùng vô tận, sinh linh bị nghiệp hỏa bao vây, số lượng cực kỳ nhiều, còn nhiều hơn bầu trời đầy sao không biết bao nhiêu lần. Nơi có những tia sáng chiếu rọi kia là từng thế giới, mà số lượng thế giới đó cũng vô cùng vô tận. Ai cũng biết số lượng chư thiên vạn giới của nguyên giới rất nhiều, nhưng so với thế giới hắn nhìn thấy lúc này mà nói thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Càng kỳ lạ hơn là, nghiệp hỏa của những tinh linh của những thế giới này không hề ổn định, từng đợt nghiệp hỏa bay lên từ trên người bọn chúng, cuốn vào trong bóng tối trong bóng tối, những nghiệp hòa này hội tụ lại với nhau, hình thành từng dòng chảy nghiệp hòa, dòng chảy nghiệp hòa giống như mạng nhền, từng dòng nghiệp hòa không ngừng hợp lại với nhau ở trong bóng tối, đi đến vị trí trung tâm trong cơ thể thổ bá thì hoàn toàn hội tụ lại với nhau. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.